Cô bé bước vào phòng và bắt gặp vài kẻ lạ mặt, ngay lập tức cô ấy sử dụng siêu năng lực của mình tấn công. Những chiếc xúc tu dễ dàng hạ gục hai đặc vụ, căn bản là ao trình nên họ không thể có bất kỳ phản kháng nào. Khi bất ngờ bị một người phụ nữ lao đến đẩy ngã ra sàn, cô ấy vẫn bình tĩnh dùng xúc tu quấn lấy tay đối phương, lúc bị đẩy bắn lên tường thì cánh tay vẫn còn nguyên trong mồm cô bé. Biết đấu không lại, bọn họ bỏ chạy ra hành lang, do cùng đường lên liều mình nhảy qua cửa kính. Bên ngoài có đồng minh chờ sẵn tương trợ, nhưng do cánh tay vừa mọc lại quá ngắn, cô gái đã rơi tự do xuống đường cái bụng. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cô bé kia vì sao từ một người bình thường lại biến thành quái vật? Thì mời mọi người đến với siêu phẩm hôm nay nha. Người phụ nữ này tên Victoria Newman, cô ấy đang tranh cử chức phó tổng thống của nước Mỹ. Đây là điều chưa từng có trong tiền lệ, bởi Victoria là dị nhân sở hữu siêu năng lực. Kimiko đẩy chiếc xe lặng lẽ đi qua đám đông, cô ấy mang bánh tới cho hai người đồng nghiệp, bọn họ đang lên kế hoạch để ám hại Victoria. Hughie thấy thuốc nhỏ mắt bằng loại axit đậm đặc, sau đó họ hội ngộ với Billy Butcher, người đang uống rượu vì chán đời. Anh ấy có một khối u trong não nên nhiều khi gặp ảo giác nói chuyện một mình. Cả ba tới lối thoát hiểm của tòa nhà, Butcher chỉ cần một câu nói đã khiến hai người canh gác dẫn đường vào trong. Butcher định vào thang máy nhưng bị Kimiko cản lại, bởi nhiệm vụ của anh ấy là canh gác vòng ngoài. Trong đại sảnh, Homelander đang đứng đần người cầm sợi tóc bạc của mình, có vẻ như anh ta đang bị chút khủng hoảng khi thấy dấu hiệu tuổi già. Thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh, Homelander ra gọi con trai, Ryan e ngại vì nơi này quá đông người. Homelander liền trấn an con người chỉ là đồ giải trí, điều đó đã khiến Ryan lấy lại sự tự tin. Victoria khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Homelander, cô khéo léo đuổi đám trẻ đi chỗ khác rồi chất vấn, anh đang làm cái quái gì ở đây? Dù Homelander luôn ủng hộ chính quyền, mới suốt 16 năm qua Victoria vẫn không muốn anh ta xuất hiện ở đây, bởi Homelander đang chờ ngày ra tòa vì tội danh giết người. Homelander chẳng có chút gì lo lắng, bởi anh ta biết ra tòa chỉ là hình thức. Dù trong lòng ghét nhau như chó nhưng bọn họ vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Homelander cầm tay Victoria tán thưởng cô nàng trước đám đông. Butcher đang đứng canh cửa thì nhìn thấy Ryan, anh liền ngắt bỏ thiết bị liên lạc đi theo cậu bé. Biết Ryan giận mình nhưng Butcher vẫn cố thuyết phục cậu bé đi theo. Anh giải thích cho Ryan hiểu rằng Homelander quá nguy hiểm, hắn sẵn sàng giết người trước toàn thể đám đông. Tư tưởng của Ryan bỗng chốc lung lay khi biết người cha mình sát hại không phải tội phạm. Đúng lúc này Homelander bước vào, hai người khịa nhau vài câu rồi Homelander dắt tay con trai rời đi. Butcher không tiện ra tay ngăn cản nên đành thở dài chán nản. Phía bên kia, nhóm Kimiko đã đột nhập thành công vào phòng của Newman, nhưng họ chưa sắp đặt xong thì Joe bước vào, chỉ nhìn qua cô bé đã phát hiện ra điều bất thường. Do đã được mẹ tiêm hợp chất về trước đó nên Joe cũng là siêu nhân, cô bé tạo ra những xúc tu từ miệng tấn công nhân viên an ninh. Cả đội ngơ ngác nhìn nhau trước tình huống bất ngờ. Joe định tấn công lần nữa thì Kimiko lao đến đẩy ngã, cô bé liền dùng xúc tu quấn chặt cánh tay đối phương, buộc lòng Kimiko phải hy sinh cánh tay mình tẩu thoát. Từ vết thương mọc lại một cánh tay bé tí tẹo, Kimiko chạy thẳng hành lang nhảy qua cửa sổ. Starlight đã chờ sẵn dùng năng lực lơ lửng của mình giải nguy. Tuy nhiên cánh tay mới mọc quá ngắn khiến Kimiko rơi thẳng xuống đường nát bét, nhờ có dị năng tái tạo nên cô nàng thoát chết. Điện chập chờn rồi vụt tắt, thấy có biến, Newman nhanh chóng hành động, cô ta dễ dàng tìm được chỗ của Hughie. Với tư cách là người thân, anh khiển trách Newman vì đã biến con gái thành quái vật, tuy nhiên cô ấy khẳng định mình làm vậy để giữ an toàn cho Joe. Trong khi Newman bận giải trình, Hughie đã nén mở nắp chai axit, rồi bất thình lình anh ấy hất thẳng vào người đối phương. Vậy nhưng thân thể Newman không hề bị tổn hại, chỉ duy nhất có cái áo là bị ăn mòn mất một lỗ. Hughie không thể tin với những gì đang xảy ra, mọi báo cáo về khả năng của Newman đều không chính xác. Butcher xuất hiện với khẩu súng trên tay, anh dí sát đầu Newman bóp cò khiến Hughie giật mình sợ muốn văng tim ra ngoài. Vậy nhưng Newman vẫn bình an vô sự, axit không tác dụng với cô ấy và súng đạn lại càng không. Thái độ bình thản, Newman chào tạm biệt đi thay quần áo để trở lại cuộc họp báo. Kế hoạch thất bại khiến Grace vô cùng tức giận, nhất là khi Butcher không mang được Ryan trở về. Tổng thống Robert cũng vô cùng bất mãn, bởi ông biết nếu Newman giữ chức phó tổng thống, thì chỉ nhiệm kỳ sau là mình phải về vườn. Ông ấy đề nghị Marvin tận dụng mọi nguồn lực tiêu diệt Newman bằng mọi giá. Ngoài hành lang, Butcher gặp lại người quen cũ sau 12 năm, tuy nhiên đây không phải một sự tình cờ. Joe Kessler muốn Butcher hợp tác với mình trừ khử Homelander. Đây là cơ hội tốt vì nhóm 7 anh hùng vẫn chưa ổn định sau nhiều biến cố. Homelander thì mắc triệu chứng khủng hoảng tuổi trung niên, mỗi khi ngủ lại mơ thấy ác mộng, đôi khi lú anh ta nói chuyện với chính mình. Chúa tể đại dương Deep thì bị vợ cũ bóc phốt ngoại tình với con bạch tuộc. Để ổn định tình hình, Ashley tiến cử thành viên mới cho nhóm, một loạt ứng cử viên được xướng tên thảo luận. Vậy nhưng bọn họ thảo luận chỉ gọi là cho có, bởi ý kiến của Homelander mới là thánh chỉ, hễ anh ta khen ai là cả bọn lại xúm vào ca tụng, dù cho trước đó mới chê bai đủ điều. Homelander phát chán với cái lũ nịnh bợ này, anh ta yêu cầu Deep đứng dậy thổi kèn ở trên,
Điều đó là quá điên rồ mà không đứa nào dám phản kháng. Homelander chán nản đứng dậy khỏi ghế, anh ta bảo lũ đần dừng lại rồi bỏ ra ngoài, đôi mắt bất lực với những giọt nước mắt trực rơi. Phía bên kia chiến tuyến cũng đang váng hết đầu, Annie chăm chỉ luyện tập nhưng khả năng vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu. 6 tháng nghiên cứu mới vạch ra kế hoạch ám sát Newman thì thất bại, các thành viên trút giận lên đầu Butcher, họ muốn cho anh rời nhóm nhưng Hughie đứng ra bênh vực. Quá bế tắc, Butcher phải hẹn Newman tới gặp mặt, anh muốn cô ấy giúp mình đưa Ryan rời khỏi Homelander. Hiện tại Newman cũng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô hiểu rằng Homelander cho mình chức phó tổng thống để trói buộc mình trong vòng 4 năm tới. Vậy nhưng muốn hợp tác, Newman cần Butcher thể hiện thành ý, cô ấy yêu cầu anh ngăn tư liệu của mình ở trại trẻ sông Red bị báo chí đưa tin. Ngày hôm sau bố Hughie phải nhập viện, nhận được tin nhắn thoại anh vội vàng chạy đến nơi. Mọi chuyện cứ rối tung rối bời, nhất là mối quan hệ của Kimiko với Frenchie, lúc nào cũng ấm ở trên tình bạn dưới tình yêu. Thế nhưng Frenchie còn có thêm một chút tình đồng bóng với anh chàng Kalin, điều đó khiến Kimiko rất buồn và chíu khọ. Trở lại với Homelander, anh ta vừa nhổ thêm được sợi tóc bạc nữa của mình cất vào lọ thủy tinh, đóng chiếc gương chứa kỷ niệm Homelander xem danh sách tiến cử thành viên, dừng lại chỗ Sister C, anh khẽ nở nụ cười, đó chính là cô gái được mệnh danh thông minh nhất thế giới. Homelander đến tận nhà gõ cửa làm Sister C ngồi ẻ không yên, cô chùi vội chùi vàng chạy ra đón khách. C khá ngạc nhiên khi thấy Homelander, chưa chào hỏi anh ta đã đi thẳng vào vấn đề, cô thông minh nhất thế giới thì hãy thể hiện đi. Nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của kẻ đứng trên đỉnh sức mạnh, C bất đắc dĩ làm theo, chỉ nhìn qua mà cô đã bắt được bệnh của Homelander. Anh ta như tìm thấy người để giải bày tâm sự, liền cảnh báo C không được tiết lộ ra ngoài, rồi ngồi xuống bộc bạch mọi tâm tư. C lắng nghe rồi gãi đúng chỗ ngứa khiến Homelander rất thích, anh đề nghị cô hãy gia nhập nhóm 7 anh hùng. Ban đầu C từ chối nhưng Homelander tỏ vẻ chân thành, anh khẳng định mình sẽ lắng nghe C nói, đồng thời giúp cô thực hiện ước mơ trên toàn cầu. Thế là C gật đầu đồng ý. Tối muộn Hughie mới trở về trụ sở, anh vừa thu dọn đồ đạc vừa nói cho Butcher biết việc bố mình bị đột quỵ. Hughie rất ân hận vì trước đó đã không nghe máy của bố. Butcher chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vỗ vai an ủi cậu bạn. Sáng hôm sau, Marvin tận dụng nguồn lực của kia để tìm tung tích bạn trai của vợ cũ. Frenchie đang phàn nàn về việc họ sử dụng nguồn lực của kia làm việc riêng thì Kalin nhắn tin tới. Kimiko nhìn thấy liền kể lại chuyện mình bắt gặp họ trong nhà vệ sinh. Frenchie bảo sẽ giải thích sau vì mọi chuyện có chút phức tạp. Kimiko liền bảo em yêu anh, chúng ta không đến được với nhau, nên nếu Kalin làm anh hạnh phúc em sẽ ủng hộ. Cuộc trò chuyện trong câm lặng của họ bị Marvin cắt ngang, anh ấy đã nhìn thấy mục tiêu cùng vài người nữa tới một tòa nhà. Bọn họ được xe dẫn vào trong gặp thần tượng Homelander. Ai có ngờ sau vài lời tán thưởng, Homelander lại bảo Deep mở túi lấy ra ba cây gậy bóng chày và đề nghị cấp dưới hãy vụt chết đám người kia. Sợ cái uy của thủ lĩnh Black Noir đã ra tay trước, Deep thấy vậy cũng nhanh chóng làm theo. Kính cận sợ tè ra quần quay đầu bỏ chạy. Ở trên chỉ lắc người một cái đã đứng chặn trước cửa, nhưng anh ta chưa kịp xuống tay, thì Noa đã một chảy tiễn người đàn ông tội nghiệp về bên kia thế giới. C mặt không cảm xúc bảo cả nhóm ở nguyên đợi lệnh. Homelander ra ngoài bay vút lên trời để tới tòa án, Marvin bất ngờ trước sự hiện diện của anh ta, không một chút chậm trễ nổ máy bám theo bằng đường bộ. Khi thẩm phán vừa tuyên bố Homelander vô tội, nhóm người ủng hộ anh ta nhảy cẫng lên vui sướng. C trà trộn vào hội anti-fan, cô hất cốc cà phê sang phía đối diện châm ngòi cho một vụ hỗn chiến. Qua tin tức Hughie đã nắm được tình hình, anh vội thúc giục Annie tới hiện trường. Nhóm của Marvin cũng có mặt để ổn định trật tự. Frenchie nhìn thấy Kalin bị đánh liền lao tới giải nguy, rồi không kìm được cảm xúc liền trao cho cậu ta nụ hôn nồng thắm. Tại trụ sở trên nhận được lệnh, anh ta nhấc một cái xác lên rồi chạy mất hình. Homelander chắp tay sau đít thoải mái đứng xem dân chúng đánh nhau. Annie tới nơi kêu gọi mọi người bình tĩnh, tuy nhiên chẳng ai thèm nghe lời cô ấy nói. Trong lúc Annie bận giải cứu người bạn Kiara của mình, thì ba cái xác đã được ở trên mang tới hiện trường. Tất cả việc này đều là kế hoạch của C. Cô ta muốn hướng sự tức giận của dư luận về phía Starlight. Mọi việc xảy ra khiến Deep cảm thấy ghê tởm chính bản thân. Anh lại tìm đến sự an ủi từ nàng bạch tuộc sau cánh tủ quần áo. Nàng ta dụ dỗ Deep cùng nhau trốn ra biển. Tuy không thể làm theo lời nàng ấy nhưng Deep cũng thấy dễ chịu phần nào. Hughie vẫn ở trong bệnh viện chăm bố. Anh bật đoạn ghi âm của ông lên nghe lại mà rưng rưng nước mắt. Đột nhiên có tiếng phụ nữ ngoài cửa. Hughie vô cùng ngạc nhiên khi thấy mẹ xuất hiện. Tại trụ sở Butcher chuẩn bị hủy tư liệu của Newman trên máy, anh định ấn nút thì hình ảnh Becca hiện về, cô ấy khuyên Butcher không nên lợi dụng Hughie. Vậy là thay vì gửi tư liệu, Butcher lại gửi nhúng dâu ngô của mình cho cô ta. Trở lại bệnh viện, Hughie liên tục chất vấn mẹ khi biết bà làm việc cho Vought. Anh nói thẳng toẹt việc mình đang chống lại Vought rồi hét lớn, bà làm gì ở đây? Có vẻ như Hughie vẫn còn chưa tha thứ cho mẹ vì bỏ gia đình đi khi anh mới vừa 6 tuổi. Thế nhưng Hughie lại không thể đuổi bà ấy đi lúc này, bởi vì bố đã ủy quyền cho mẹ được quyết định việc chữa trị của mình. Hughie không thể nào tin nổi khi mẹ nói đã liên lạc với bố 2 năm trở lại đây. Quá tức giận, anh xách đồ rời khỏi bệnh viện.
Về phần Franchie thì đã chính thức đấu kiếm với Kalin, việc đó khiến tâm trạng của Kimiko xấu hơn, trước đó cô đã bị câm do tâm lý, và vẫn hay đến gặp bác sĩ Gloria thực hiện trị liệu. Bác sĩ hỏi cô ấy nhắn tin trả lời, tuy nhiên khi nhắc tới bố mẹ Kimiko liền kích động bẻ gãy cả ghế, buổi trị liệu không suôn sẻ cô quay về trụ sở. Lúc này mọi người đều có mặt đông đủ, Boucher thông báo mình bị u não khiến cả nhóm giật mình, anh ấy lại còn vô cớ nổi nóng với Annie. Thấy vậy Marvin tức giận gọi Boucher ra ngoài, tuyên bố thẳng thừng đuổi anh khỏi nhóm. Hughie cũng không cứu nổi Boucher lần này, bởi Marvin bảo anh không phục thì cuốn xéo nốt đi. Phía bên kia Homelander đang họp bàn để làm cái lễ ra mắt con trai trước công chúng. Hễ anh đề xuất ý kiến nào là đám cấp dưới hùa theo khen nấy khen để, chỉ riêng C dám thẳng thừng chê bai. Homelander vừa giận vừa vui, cái cảm giác này xưa nay anh chưa từng có. Ashley cứ trợn tròn mắt kinh ngạc, bởi ngày thường đâu ai dám trả treo với Homelander như thế. C khẳng định vị thế của bản thân rồi rời khỏi phòng họp, Ashley vội vàng đuổi theo cảnh báo cô ấy vì cái mỏ hỗn. Tuy nhiên tầm này C có ngán ai, cô bỏ ngoài tai và buông vài lời cà khịa. Đột nhiên Deep chạy vào cắt ngang câu chuyện, anh ngỏ ý muốn có mặt trong lần quay Ryan giải cứu thường dân. Tuy nhiên Ashley từ chối vì Deep đang bị theo dõi chuyện tình cảm, trước khi đi cô ấy còn nói đều lũ đần mà cố tỏ vẻ thông minh. C bất ngờ khi Deep lại đứng im để Ashley sỉ nhục, cô liền bô kích bảo Deep vượt trội hơn thì nên thể hiện mình. Tại trụ sở của Starlight các thành viên đang phân tích về vụ ẩu đả, Marvin dễ dàng nhận thấy ba người thiệt mạng được ở trên mang đến hiện trường. Vết thương của các nạn nhân không có dấu hiệu do siêu năng gây ra, chắc chắn kế hoạch hoàn hảo này là do C nghĩ. Cô ấy thậm chí còn đề xuất dàn dựng hiện trường một vụ cướp để Ryan có màn xuất hiện hoành tráng. Cảnh quay đầu chưa hoàn hảo nên đạo diễn họp nhóm góp ý cho từng người, anh ta bảo Ryan cứ đánh mình thẳng tay, có như vậy người xem mới có cảm giác chân thật. Ryan không muốn tiếp tục vì như này là lừa đảo. Tuy nhiên Homelander ngon ngọt lừa cậu bé, việc này chỉ để con làm quen trước tình huống mà thôi. Deep lo lắng đến hỏi Homelander hôm nay sẽ không có ai phải chết chứ. Anh ta không trả lời mà gắt giọng, mày im mồm lại. Cay cú không dám bật Deep quay sang chút giận lên Ashley, đe dọa ấn đầu cô ấy xuống bồn cầu chưa dội nếu còn dám vô lễ với mình. Quả nhiên Ashley sợ muốn vỡ mật, xin lỗi rối rít rồi chuồn đi chỗ khác. Homelander đang đứng nhìn con trai đóng kịch thì nghe mấy tay trợ lý dì tai nhau, việc xóa nếp nhăn cho bảy anh hùng tiêu tốn 9 triệu đô. Anh ta giật mình nhìn vào gương, mặt cau có tỏ rõ thái độ khó chịu. Marvin sau khi điều tra được địa chỉ của C đã dẫn đội đến tìm cô ấy, không hiểu kiểu gì Boucher cũng ngửi thấy mùi chờ trước đón đầu, vậy là bất đắc dĩ họ phải để anh mồm lông nhập nhóm. Kimiko bị một bức ảnh dán bên đường làm phân tâm lạc mất nhóm, Marvin nhìn thấy C lên ưu tiên bám theo mục tiêu. Quá căng thẳng Kimiko ghé siêu thị làm vài lon bia, cứ 100% mà không có dấu hiệu hơi. Khi tinh thần bình ổn Kimiko đến căn phòng diễn thuyết, nơi những người có tầm ảnh hưởng tuyên truyền nhảm nhí bài xích hội ánh sao. Thấy tay MC đi ra ngoài Marvin liền bảo Franchie và Kimiko bám theo, chỉ đơn giản là theo dõi hắn làm gì chứ cấm được can thiệp. Boucher cũng nhổm đít đứng dậy nhưng bị Marvin cản lại bắt ngồi im. Franchie vừa ra khỏi phòng thì Kalin nhắn tin tới, Kimiko giật điện thoại trả lời thay, hình quả cả tính ngụ ý muốn thông lỗ nhị. Thì ra cô nàng có dấu hiệu say xỉn. Nghĩ rằng mình là rào cản khiến Franchie không dám đến với Kalin. Franchie chất vấn em uống nhiều lắm hả? Kimiko giơ hai ngón tay lên, nhưng mà là 2468. Franchie chán chả buồn nói yêu cầu Kimiko quay lại nhiệm vụ. Họ đến phòng thay đồ và thấy tên MC đã cởi quần áo để ngoài. Tiếng động phát ra khiến cả hai tò mò mở cửa. Đúng là một cảnh tượng ối rồi ôi. Họ ra hiệu không sao rồi quay đầu chuồn gấp. Cùng lúc đó, tại công viên thống nhất, Hughie và Annie đang theo dõi động tĩnh của trên. Anh ta dẫn hai đứa cháu đi chơi và chém gió về thành tích của mình. Đột nhiên Nathan ngồi xe lăn tiến tới, nghiêm giọng bảo em trai sao không nói sự thật. Tên cướp là diễn viên đi thuê, dãy núi được thêm vào khi xử lý hậu kỳ. Mấy vụ giải cứu đều là giả, em có bao giờ cứu được ai đâu, vậy mà còn đứng ở đây nói phét với cháu ruột. Trên đứng lặng im không biện hộ, ngậm ngùi nhìn anh trai dẫn tụi trẻ ra về. Trở lại với Marvin và Boucher, bọn họ đã nghe được cuộc hẹn của C và pháo lửa. Boucher đặt câu hỏi tại sao phải lén lút, C không có sức mạnh ngoài trí thông minh, bởi vậy chỉ cần bắt lại rồi đấm cho một trận là khai hết. Boucher bực mình lôi cổ thằng bạn ra ngoài đuổi về, Boucher không phục chỉ trích Marvin không có tài lãnh đạo, với cái tính hèn nhát này sớm muộn cũng đẩy cả nhóm lâm nguy. Marvin không muốn đôi co cho tới khi Boucher nhắc tới vợ, anh chàng tức giận quay lại đấm liên tục khiến Boucher tóe son môi. Phía bên trong Kimiko vẫn tiếp tục mượn bia giải sầu, những tuyên truyền sai sự thật về nhóm khiến cô nàng tức giận, với được cái bút liền viết nguệch ngoạc đè lên tờ thông báo. Một anh chàng đứng gần đó chạy lại can ngăn đã bị cô hất bay đi chỗ khác, may sao Franchie kịp thời đến trấn an và đưa cô ấy rời đi. Trên sau khi bị anh trai chỉ trích đã chủ động, tới đưa Hughie một chiếc USB, trong đó có ghi hình hai nghi can trong vụ ẩu đả, lúc xảy ra vụ việc họ ở cách hiện trường 20 dãy nhà. Anh ấy làm vậy một phần vì áy náy lương tâm, một phần
để cảm ơn khi nãy tại công viên Andy đã không ra tay với mình trước mặt đám trẻ. Phía Homelander sau khi tập trong hậu trường giờ đã ra đường biểu diễn, như kịch bản Ryan lao tới khống chế kẻ gian, đột nhiên bố lên tiếng khiến cậu đứng hình, điều này hoàn toàn không theo kế hoạch. Homelander thúc giục con trai kết thúc mọi việc, bất đắc dĩ cậu phải đẩy bạn diễn bay dính vào tường. Ryan đứng đờ đẫn trước điều mình vừa gây ra, giờ thì cậu đã phần nào hiểu được bản chất của ông bố ruột. Nhóm của Marvin tới địa điểm C hẹn gặp pháo lửa, bọn họ tiến hành đặt máy quay lén nhưng bên trong chẳng có ai. Thì ra C đã lừa họ vào bẫy, pháo lửa cùng với phân thân cầm súng khống chế cả nhóm. C rời khỏi hiện trường đúng theo suy tính. Marvin ra hiệu động thủ và cuộc hỗn chiến đã xảy ra. Marvin và Frenchie rút ra bên ngoài nơi đang tổ chức bữa tiệc cho vị tiểu thư nổi tiếng. Bọn họ hòa mình vào cùng khách mời để tránh gây náo loạn. Vậy nhưng ngay sau đó Kimiko đẩy pháo lửa thùng cả bức tường. Cuộc chiến lại tiếp tục khiến những người có mặt thi nhau bỏ chạy. Phân thân tuy không mạnh nhưng đông như kiến, hắn liên tục tạo ra số lượng áp đảo. Kimiko trong một mất cảnh giác đã bị bắn giữa trán, Frenchie cũng bị đám phân thân khống chế. Pháo lửa liền lấy điện thoại ra livestream, cô ta la toáng lên rằng mình bị đặc vụ kia tấn công. Đang bon mồm thì Butcher xuất hiện phía sau thục cho cái bất tỉnh, không một chút từ bi anh mồm lông tiến hành đại khai sát giới. Tuy nhiên đám phân thân đông quá nên chỉ một lúc đã bị bâu kín người. Butcher hét lớn bảo Marvin đưa mọi người rời đi, vậy nhưng không đành nên cả nhóm quay lại trợ giúp. Pháo lửa tỉnh dậy liền cong mông chạy khỏi hiện trường. Cảnh quay chuyển tới Ryan, cậu bé đang rất suy sụp. Homelander mang hộp kem tới cố trấn an con trai, vẫn nhưng Ryan vẫn khóc và tự trách bản thân vì đã lỡ tay giết người. Homelander bảo rằng luôn có tai nạn xảy ra, bọn họ chỉ là con người, là những món đồ chơi không hơn không kém, ai thèm quan tâm khi có vài món hỏng hóc. Anh ta nhấn mạnh Ryan sinh ra là để làm điều lớn lao, và muốn hay không thì cậu cũng sẽ phải chấp nhận điều đó. Trở lại phiên tòa xử hai nghi phạm trong vụ ẩu đả, nhờ có bằng chứng ở trên cung cấp bọn họ đã được tráng án, nhưng người ủng hộ đứng đầy trước cửa reo hò cổ vũ. Annie đứng giữa đám đông bộc phát siêu năng lực, cô ấy đã khẳng định được thương hiệu cá nhân của mình. Trong lúc đó, Frenchie nhốt mình trong phòng kín hít tí bột mì, Kalin gọi điện tới nhưng anh không bắt máy. Qua cuộc trò chuyện với Sherry, một bí mật động trời được tiết lộ, Frenchie đã giết cả nhà Kalin khi còn là xã hội đen. Frenchie cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến cảnh Kalin biết toàn bộ sự thật. Tại trụ sở Kimiko đọc được bài báo về buồng giam khủng bố ở NEC, vài hình ảnh đáng quên lại hiện lên trong tâm trí. Cô xé tờ danh thiếp của bác sĩ tâm lý, lấy áo gấp máy tính rời đi với vẻ mặt bà đâm chết mày. Gặp Butcher ở cửa, Kimiko cũng chẳng thèm chào hỏi, trong khi Marvin đứng dậy khỏi ghế nói lời cảm ơn. Butcher một lần nữa nhắc nhở Marvin, muốn làm chỉ huy cần phải là một thằng khốn chính hiệu, từ bỏ lòng trắc ẩn với tất cả kẻ thù. Vậy nhưng anh cũng thừa nhận sai lầm của bản thân, do quá nóng vội nên đã để Marvin phải dọn dẹp mớ hỗn độn do mình tạo ra. Butcher năn nỉ Marvin cho mình một cơ hội quay lại nhóm, nhưng Marvin từ chối với lý do đã quá muộn rồi. Ngày hôm sau buổi ra mắt các thành viên mới của nhóm 7 anh hùng được tổ chức, Homelander giới thiệu pháo lửa và Sister C lên chào dân chúng. Vậy nhưng tất nhiên họ chỉ làm nền để Homelander nhắc tới con trai, vị trí cuối cùng sẽ dành cho Ryan. Bị cho rời nhóm Butcher đã hợp tác cùng Joe, họ muốn đánh thuốc mê để đưa Ryan về. Trước khi hành động, Butcher đã nhắc nhở Joe, mục đích là làm Ryan hiểu ra đâu là điều tốt, chứ không được đào tạo cậu bé thành sát thủ chống lại cha. Ryan đứng trước dân chúng mà cảm thấy rối bời, Homelander liền ghé sát tay yêu cầu con trai nở nụ cười ngay lập tức. Ryan miễn cưỡng làm theo trong tiếng reo hò cổ vũ không ngớt của phe ủng hộ. Vừa gia nhập nhóm nên pháo lửa muốn lập công, cô ta ra sức đặt điều bôi nhọ nhóm Starlight. Một ông lão bị kích động đã tìm đến tận trụ sở của Starlight, ông ta thậm chí còn mang cả súng với mục đích giải cứu những đứa trẻ bị giam cầm. Frenchie đến gặp Kalin để nói chuyện thì gặp cảnh ấy, anh nhanh chóng lao tới cướp vũ khí của người đàn ông. Ông lão chẳng vừa tung cú đấm, Frenchie bực quá phản đòn khiến người đàn ông bất tỉnh. Frenchie bị thương nhẹ nhưng Kalin tỏ vẻ vô cùng lo lắng, anh cẩn thận lấy bông băng rửa vết thương cho người tỉnh. Mọi việc xong xuôi, tay Kalin để vào đùi Frenchie, đồng thời ngỏ ý bón cho Frenchie bát cháo lưỡi. Frenchie vội quay người bỏ đi, khi bị níu lại thì nhất thời phản kháng túm cổ Kalin. Giọng nhỏ nhẹ Kalin khẽ bảo, anh đánh em à, thế thì đánh đi. Frenchie nghe vậy không kìm được cảm xúc, liền đè Kalin ra mà quất vào mông. Lúc này tại văn phòng chính phủ, Robert khá tức giận khi thấy số thành viên ủng hộ vót. Ông ấy không che giấu quan điểm của mình nữa, ngay cả khi Victoria Newman có mặt, ông ấy vẫn khẳng định đám siêu nhân chỉ là thứ để mua vui, đã đến lúc đưa chúng trở về vị trí vốn có của mình. Newman nghe thế thì cay lắm, tuy nhiên miệng vẫn phải nở một nụ cười thảo mai. Kimiko sau khi điều tra được vị trí nhà tù của tổ chức soi sáng đã về thông báo với Frenchie, cô ấy muốn đối mặt với quá khứ bằng cách giết hết bọn chúng. Frenchie vội vàng ngăn cản ý tưởng điên rồ đó lại, nhưng Kimiko nói rằng bọn chúng làm hại trẻ em, yêu cầu Frenchie đi cùng mình và không được ý kiến, vậy là anh đành ngồi xuống xem địa điểm và chốt ngày giờ.
Họ đứng dậy rời đi, Marvin liền gọi lại chất vấn. Cả hai chỉ giơ ngón giữa kèm theo nụ cười thân thiện mà không giải thích gì thêm. Về phía Ryan đang ngồi chơi game thì nhận được lời thách đấu. Cậu đồng ý mới biết đó là Butcher. Cậu vừa định thoát game thì Butcher xin 20 giây nói chuyện. Anh ấy hẹn Ryan ở chỗ mình và bảo cậu hãy suy nghĩ. Ryan khó chịu tung đòn liên tục. Đập thôi chưa đủ, cậu còn xiên quay nhân vật của Butcher nhấc bổng lên trời. Ngoài trụ sở, Homelander đang tức lộn ruột khi nghe bài phát biểu trở lại của Annie. Pháo lửa lân la lại gần gợi chuyện mà anh ta không chú ý. Cô nàng cứ sấn sổ tới bảo mình sẽ là đầy tớ trung thành. Ngài cần bất kể thứ gì tôi cũng sẵn sàng đáp ứng. Homelander hiểu ý rồi nhưng tầm giờ không có hứng. Anh ta gật đầu cho có lệ rồi lượn ra chỗ khác. Cách đó không xa, Noa giả mạo đang phàn nàn với Ashley về việc mình không được chú ý. Nhưng cô nàng đâu có thời gian mà giải quyết chuyện đó. Homelander yêu cầu cả nhóm vào vào bàn họp. Anh ta đuổi Ashley ra ngoài vì giờ đã có C thay thế. Ashley hỏi có phải mình đã bị sa thải hay không. Homelander nhìn C và cô ấy lắc đầu. C muốn giữ Ashley ở lại làm linh vật cho nhóm. Ashley uất ức phát khóc mà vẫn phải gượng cười. Lóng ngóng thu dọn tài liệu rồi vội vã bước ra ngoài. Homelander chủ trì còn để C chủ trì. Cô nàng nhắc tới vụ đoạn băng an ninh bị ai đó lấy đưa cho Annie. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Deep, vì đó là phòng ban do anh ta phụ trách. Không để Deep biện minh cho mình, C ngay lập tức cắt bỏ chức vụ của anh ta và chuyển qua việc khác. Trở về nhà, Deep chán nản nằm vật ra giường. Cô người tình bạch tuộc gọi anh vào tâm sự. Cô ấy phàn nàn bể cả tuần nay không thấy nước tảo đã nở hoa. Lâu lắm rồi họ cũng chưa thân mật. Bạch tuộc ngỏ ý muốn được ra gần giường Deep nằm, nhưng anh chàng từ chối vì quá nguy hiểm. Cô nàng hỏi thêm vài câu nhưng Deep mệt mỏi không muốn trả lời thêm. Trở lại với Butcher, anh đang miệt mài làm bánh để đón tiếp Ryan. Do muốn đưa cậu bé đến nơi khác nên anh đã bỏ cả thuốc an thân vào trong. Bánh vừa nướng xong thì bên ngoài có tiếng động. Butcher mở tấm rèm che thì thấy Ryan đã có mặt. Anh mời cậu bé vào nhà ăn bánh, còn nhấn mạnh mình làm theo công thức của mẹ Ryan. Dù rất vui nhưng Ryan từ chối vì không thấy đói. Tại sân bóng gần đó, ở trên tới gặp Marvin. Anh chàng tỏ vẻ khá giận dữ khi bị Marvin hack vào điện thoại. Bỏ qua những lời đe dọa, Marvin đi thẳng vào vấn đề. Anh ấy biết ở trên đang rất mệt mỏi khi mắc kẹt ở Vault, bằng chứng là vầng thâm quầng do mất ngủ trên mắt cậu ấy. Marvin ngỏ ý muốn chiêu mộ ở trên về đội của mình, tuy nhiên nhất thời ở trên không thể đưa ra quyết định. Mikiko và Frenchie lúc này đã đột nhập vào nhà tù của tổ chức soi sáng. Thấy anh bạn cứ đơ người ra, Mikiko mới biết Frenchie đang phê thuốc. Vậy nhưng đã đến đây rồi, cô ấy đành phải hành động. Kimiko lao ra ngoài cắt cổ một tên lính canh. Máu tuôn ra mà Frenchie lại nhìn thành toàn vịt đồ chơi. Ảo giác mỗi lúc một tệ hơn, Frenchie bị tiếng gọi của Kalin thu hút. Anh quay người đi theo tiếng gọi để mặc Kimiko xoay sở một mình. Frenchie nhìn thấy Kalin ngồi trên ghế với thi thể ba thành viên trong gia đình. Mặt Frenchie lộ rõ vẻ đau khổ, liên tục nói lời xin lỗi. Hàng loạt nạn nhân bị Frenchie sát hại hiện ra trước mắt. Đầu anh đau như búa bổ và tiếp tục chìm trong cơn lú. Phía ngoài, Kimiko vẫn đang tả xung hữu đột. Một cô gái lao tới khiến Kimiko có chút hoảng loạn. Cô không phản công mà chỉ dùng tay không đỡ đòn. Frenchie chạy tới với khẩu súng trên tay hét lớn. Kimiko hốt hoảng ra hiệu cho anh đừng bắn. Cô gái kia nhân cơ hội đó bỏ chạy thoát thân. Tại nhà của Butcher, hai chú cháu đang chơi đánh bi vô cùng vui vẻ. Việc Butcher không nhường nhịn khiến Ryan thoải mái, bởi ở tháp cậu đã suốt ngày sống trong sự giả dối nịnh bợ. Ryan mở lòng tâm sự với Butcher về việc mình vô tình làm con người ta đăng xuất. Cậu đã khóc thừa nhận ghét chính bản thân, bởi vậy những lời trước đó Butcher chửi mình là hoàn toàn đúng. Butcher dịu gọng giải thích ý của anh không phải vậy. Anh không hề ghét Ryan nhưng có tật xấu là đẩy những người yêu quý ra xa. Thời gian của chú không còn nhiều nữa. Cháu hỏi có sợ không thì quả thật chú sợ chết khiếp. Sợ mình chết đi không để lại thứ gì. Và sợ nhất là không kịp làm đúng đắn cho cháu. Butcher sau đó đã bỏ những chiếc bánh tẩm thuốc mê. Ryan cất tiếng hỏi thì anh bảo mình đã làm hỏng vị do cho quá nhiều đường. Butcher biết rằng Ryan đã có thể suy nghĩ. Và anh muốn thuyết phục cậu bé tự nguyện đi theo mình. Tại tòa tháp, C đang thẩm vấn một người phụ nữ có quan hệ với nhóm Starlight. Cô ấy sợ hãi trước những câu hỏi và không nói bất cứ điều gì. Homelander liền mang tính mạng con trai ra thể sẽ không làm hại cô ấy. Vậy mà khi cô vừa thú nhận, Homelander đã bắn tia laser lủng sọ. C không hài lòng vì chưa moi được thông tin gì quan trọng. Mặt cô nàng tỉnh bơ, còn Ashley thì sợ xón cả ra quần. Hơi thở gấp gáp nói chẳng lên lời. Đơn xin từ chức chuẩn bị trước đó Ashley không dám nộp mà mang tiêu hủy. Annie tới tận phòng pháo lửa nói chuyện với cô ta. Không thủ không oán sao mày cứ nhắm vào tao nói đều. Lúc này pháo lửa mới trình bày lý do. Hóa ra ngày xưa họ đã cùng nhau thi hoa khôi nước Mỹ. Pháo lửa ngày ấy và bây giờ khác quá nên Annie đã không nhận ra. Hoàn cảnh của pháo lửa vô cùng khó khăn. Cô ấy đã tập hát rất nhiều mong giật giải nhất đổi đời. Sau bao nỗ lực cô ấy đã vào chung kết cùng Annie. Thế nhưng Annie phao tin đồn pháo lửa ngủ tập thể với ban giám khảo. Vậy là cô bé 13 tuổi bị dư luận chỉ trích vùi dập. Annie xin lỗi và nói rằng ngày ấy mình trẻ con bồng bột, mẹ cô vẫn dạy phải tàn nhẫn với mọi đối thủ của mình.
Dù Annie khẳng định bản thân đã thay đổi nhưng pháo lửa chẳng quan tâm, cô ấy nhất quyết bóc trần con nhỏ quỷ quyệt ngày nào cho dân chúng biết. Lúc này Marvin và Hughie đang tìm cách đặt máy nghe lén Newman. Họ đang hành động thì cô ta xuất hiện, Marvin thúc giục Hughie đặt xong máy thì chuồn, vậy nhưng anh chàng làm trái lệnh nán lại hóng hớt. C đưa ra vài trao đổi với Newman, cô ta muốn có dự luật mỗi tiểu bang sẽ do một anh hùng quản lý, người này có quyền lực cao hơn cả thẩm phán, đồng thời Newman phải công khai thân phận siêu nhân của mình. Newman ngay lập tức từ chối. Homelander vừa lên tiếng chen vào thì phát hiện có biến, anh ta bắn tia laser đục thủng trần nhà rồi thò đầu lên tìm kiếm, rất may Hughie đã kịp đánh bài chuồn. Marvin dùng đèn sân khấu khiến Homelander chói mắt, anh ta quay đi chỗ khác và chẻ đôi người ca sĩ đang biểu diễn. Cả sân khấu náo loạn xô lẫn nhau bỏ chạy, Hughie cố gắng đẩy cánh cửa nhưng không tài nào mở được. Trong tích tắc anh ấy đã xuất hiện tại một nơi khác, thì ra Ơ-trên là người mang anh ấy đến đây. Hughie hỏi tại sao lại giúp mình nhưng Ơ-trên không trả lời mà chạy mất hình. Trở về sau vụ đột nhập nhà tù Frenchie vẫn còn dấu hiệu phê thuốc, anh nhâm nhi ly rượu kể lại tuổi thơ dữ dội của mình. Bố mang cô gái bán diêm về nhà. Ông ta để Frenchie ngồi trong bồn tắm chờ cho tới khi xong việc. Tay Frenchie ngấm nước nhăn cả lại mà vẫn không dám đứng dậy ra ngoài. Kimiko ngay lập tức nhận ra rằng Frenchie có tâm sự, chờ Annie đi cô mới ra hiệu chấn vấn. Thế nhưng Frenchie lại nổi giận, anh nói rằng họ không thể giải quyết mọi vấn đề cho nhau. Hughie vào bệnh viện sau một ngày tồi tệ, anh chẳng còn sức mà đấu tranh với mẹ nữa, thay vào đó hỏi bà sao năm ấy bỏ mình mà đi. Lúc này bà ấy mới cho Hughie biết mình bị mắc chứng trầm cảm sau sinh, vết mổ đau mãi chẳng thể nào lành được. Mỗi ngày với bà đều như tra tấn, vậy nhưng bà ấy vẫn cố gắng vui vẻ suốt 6 năm trời. Rồi đêm nọ bà quyết định uống thuốc ngủ tự tỏi, may sao do dị ứng mà nôn hết vào bồn cầu. Sáng hôm sau đưa Hughie đi học bà quyết định bỏ trốn. Bà kể những điều đó không phải để mong được Hughie tha thứ, mà để nói ra lời xin lỗi dễ dàng hơn. Phía bên kia Joe đang mắng nhiếc Butcher vì không cho Ryan uống thuốc, Butcher giải thích điều đó là không cần thiết, thêm chút thời gian thuyết phục thằng bé sẽ tự hiểu ra. Joe lớn tiếng hỏi, anh còn thời gian làm việc đó hay sao? Joe nhấn mạnh thế giới đang lâm nguy, nếu Ryan giống bố nó thì nhân loại coi như chấm hết. Một là ta tìm cách đào tạo nó, hai là tìm cách giết nó, chẳng còn lựa chọn nào đúng đắn hơn. Deep tới tìm gặp C để lấy lại vị trí làm việc, lời qua tiếng lại thế nào họ lại cuốn lấy nhau. Homelander thì vẫn trong tình trạng khủng hoảng tuổi trung niên, anh ta ngồi đợi con trai về trong tâm thế vô cùng bực tức. Ryan vừa xuất hiện Homelander ngay lập tức biết nó vừa gặp Butcher, anh ta lớn tiếng chỉ trích Ryan tại sao không thấy đủ, con có nhà có bố, bố đã mua cho con mọi thứ khi xưa mình mơ ước. Ryan sợ hãi miệng ấp úng nhắc tới Butcher, vậy là Homelander nổi điên ném bức tượng vỡ cả cái gương treo tường, anh ta như phát điên trong sự bất lực của bản thân. Đột nhiên có tiếng gọi, John tới đây nào. Homelander đứng dậy tiến lại trước gương, bên trong đó là ba tính cách khác đang chờ để chỉ trích anh ta. Bọn họ cần John vượt qua chính mình, từ bỏ nhân tính, chấm dứt căn bệnh một lần và mãi mãi. Họ đồng loạt khuyên John trở về nhà, đó chính là phòng thí nghiệm năm xưa. Ngay sau đó, Homelander xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của các nhà nghiên cứu. Ông lão gọi tên John nhưng anh ta sửa lại là Homelander. John đặt chiếc bánh kem xuống bàn kêu người đi lấy dĩa. Mấy bộ lão nhìn nụ cười của anh ta mà không khỏi rùng mình. Trở lại với Butcher, căn bệnh của anh xuất hiện một biến chứng. Đang tắm thì như có con gì đó bò sau lưng và anh ngã vật ra đất. Ảo ảnh về người vợ quá cố Besker hiện về động viên. Butcher cố gắng vịn tay vào bồn tắm đứng dậy. Tại bệnh viện mẹ của Hughie quyết định rút ống ăn để chồng yên nghỉ. Dù biết đó là hành động nhân đạo với bố nhưng Hughie vẫn không cam tâm, cầu xin mẹ không được anh tức giận rời khỏi phòng. Annie đích thân tới gặp Tổng thống, cô muốn giúp ông thông qua bộ luật mới kiểm soát siêu nhân, bằng cách kêu gọi những người ủng hộ mình biểu tình trên cả nước. Đổi lại sau khi thành công, Robert phải sử dụng triệt để mọi nguồn lực tiêu diệt Vought một lần và mãi mãi. Phía bên kia Frenchie lại vừa có trận đấu kiếm với Kalin. Trong lúc trò chuyện Kalin đã kể cho Frenchie nghe bi kịch của gia đình, mà không hề biết rằng kẻ gây ra bi kịch đó chính là Frenchie. Kalin bảo rằng tiếng súng đã làm anh tỉnh giấc, khi trốn dưới gầm giường nhìn thấy tên sát thủ đi qua, cổ chân hắn có vết sẹo như bị đạn bắn. Frenchie giật mình kéo chăn che chân mình lại, mặt đau khổ cố nói lời xin lỗi. Tại tòa tháp C đang phổ biến chiến dịch hạ bệ Starlight, vẫn như thường lệ cô ấy thể hiện quyền lực tuyệt đối của mình. Các anh nhận được việc rồi thì nhanh chóng làm đi. Deep hôm bữa chém được cô nàng lên có chút nhờn, tiến lại gần gạ nhỏ, chưa làm cái nữa không em? Mặt C lạnh như tiền nghiêm giọng, tôi bắt đầu thấy ghê tởm anh nhiều hơn rồi đấy, khiến cho Deep đứng đần thối oắt không nói thêm được gì. C đưa cho pháo lửa một tư liệu gì đó, đọc xong pháo lửa vô cùng phấn khích, hào hứng thay đồ tổ chức họp báo tiến hành chiến dịch. Để đối phó với âm mưu của C, Marvin đã gọi Butcher trở về đội. Annie vừa nhìn thấy tay say xỉn ngay lập tức phản đối, tuy nhiên Marvin là đội trưởng, anh thuyết phục Annie rằng cuộc chiến lần này vô cùng quan trọng, bản thân đã quyết không ai được ý kiến gì thêm. Sau khi dàn xếp xong, Butcher đã hỏi Annie lý do pháo lửa nhắm vào cô ấy, tất nhiên là Annie chối bay chối biến bảo mình không biết gì.
Boucher cũng không đôi co thêm nữa, anh yêu cầu rút 50.000 đô ngân sách để bóc phốt hạ bệ pháo lửa. Trở lại với phòng thí nghiệm, các nhân viên đang cùng nhau ăn chiếc bánh kem mà John mang tới. Homelander đột nhiên gọi Frank tới chơi ném bóng giấy, vừa chơi anh ta vừa nhắc lại quá khứ đau thương khi bị nhốt làm thí nghiệm. Chính Frank đã tăng nhiệt độ trong lò xem có thể đốt cháy được da của cậu bé trong đó hay không. Homelander nói rằng dù da mình không cháy nhưng quả thật rất đau, nhiệt độ cao đến mức làm nước mắt anh ta bốc hơi. Frank giải thích mình chỉ làm nhiệm vụ được giao. Homelander liền nhấn mạnh bản thân thường xuyên gặp ác mộng về nó, vậy mà Frank còn chẳng thèm nhớ. Cú cuối cùng anh ta yêu cầu Frank bước vào lò, anh ta đe dọa nếu ông không làm theo thì vợ con sẽ thế chỗ. Mọi người sợ hãi không dám lên tiếng can ngăn. Frank xin lỗi nhưng Homelander chẳng thèm quan tâm. Cửa lò đóng lại, nhiệt độ tăng dần theo thời gian, toàn thân Frank nóng rực rồi bốc cháy, trong phút chốc ông ấy đã biến thành đống cho tàn. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hughie đã nhờ Mick Eco đưa mình tới một địa điểm, nơi mà anh hẹn gặp Erchen. Hughie muốn đối phương lấy cho mình một ống hợp chất V trong ngày. Erchen ngay lập tức từ chối vì điều đó quá nguy hiểm. C đang theo dõi anh ấy sát sao, hợp chất V thì được Homelander giữ trong căn phòng của hắn. Hughie đành xuống nước cầu xin sự giúp đỡ. Bố tôi sắp chết và chỉ có hợp chất V mới cứu được ông ấy. Bọn họ không biết rằng cuộc trò chuyện này đang bị theo dõi. Ở trên vừa rời khỏi hiện trường, một loạt đạn bắn tới. Hughie bị thương ở cổ chân nên Kimiko phải dìu anh bỏ chạy. Vừa cố định vết thương, Kimiko vừa nhắn tin giải thích qua cho Hughie nắm được tình hình. Đám người kia thuộc tổ chức soi sáng, do cô ấy lỡ giết vài tên nên chúng tìm đến báo thù. Hughie bối rối hỏi giờ phải làm sao. Kimiko liền nhắn tin tử chiến. Mặc cho anh chàng ngồi đó kêu than mình không làm được, Kimiko chuẩn bị vài món đồ làm vũ khí. Sau cùng cô bảo Hughie muốn cứu bố anh phải chiến hoặc chết. Lúc này Boucher đã lẻn vào địa điểm tổ chức sự kiện của pháo lửa, dùng bình cứu hỏa anh đánh ngất tên lính canh. Đi được một đoạn, Boucher bỗng thấy đầu óc choáng váng, anh quay sang nhìn Marvin và bảo, nếu tôi không may đang xuất sớm hãy mang Ryan ra khỏi Homelander và nuôi dạy nó. Marvin cảm thấy bất ngờ khi thấy thằng bạn thay tính đổi nết, nay lại ca ngợi mình sẽ là ông bố tốt nhất thế gian. Câu chuyện cảm lạnh của họ tạm thời phải dừng lại khi Boucher nhìn thấy pháo lửa. Anh cất tiếng gọi và cô nàng ngay lập tức nhận ra cái đám sát hại phân thân. Pháo lửa định động thủ thì Boucher bảo bình tĩnh, giữ mái tóc đẹp tí còn ghi hình tiếp. Vừa khịa đều anh vừa lấy ra chiếc điện thoại của mình, ở đó có đoạn video 18 cộng của pháo lửa. Cách đây vài năm cô đã phải lòng cậu bé 15 tuổi. Boucher đe dọa pháo lửa phải nói cho mình toàn bộ kế hoạch của C, bằng không anh sẽ gửi nó cho truyền thông cả nước. Ai có ngờ pháo lửa tự tay ấn gửi rồi quay lưng bỏ đi. Cô ta trở lại sân khấu thể hiện biệt tài diễn xuất, trước tiên xin lỗi công chúng và thú nhận tội lỗi của mình, sau đó ca ngợi Chúa vì đã gửi cậu bé kia đến giúp bản thân nhìn thấy con đường chính đạo. Cái phốt to đùng bỗng chốc được hợp thức hóa, pháo lửa thừa thắng xông lên chỉ trích Annie. Cô ta kể lại cái ngày đầu tiên Annie cứu người năm 13 tuổi, đã vô tình làm mù mắt một bà mẹ ba con. Thời khắc đó Annie chẳng quan tâm tới nạn nhân, chỉ chăm chăm nhìn vào máy quay nở nụ cười tự đắc. Annie theo dõi qua màn hình liền bị kích động. Cô ấy cố giải thích năm ấy mình chưa kiểm soát được sức mạnh. Căn phòng rơi vào im lặng, Annie bỏ ra ngoài với đôi mắt trực khóc. Boucher mở cửa bước vào ném chìa khóa xe của pháo lửa cho Frenchie bảo anh đi xem xét, cơ hội lật kèo vẫn còn không việc gì phải xoắn. Lúc này Erchen đột nhập vào phòng của Homelander, anh ta mở chiếc dương nhưng không thấy thứ mình cần. Tiếp tục tìm kiếm, Erchen thấy hàng chục lọ sữa tươi trong ngăn tủ. Điều này chứng tỏ Homelander khao khát tình yêu thương của mẹ đến mức nào. Hợp chất V cũng thiếu vài ống nhưng Erchen chẳng để tâm, anh ấy cầm lên một ống, đang định đánh bài chuồn thì Ashley xuất hiện. Cô ta lẻn vào đây, chỉ để đi ẻ không xả nước nhằm chút cơn giận vì bị thất sủng. Erchen phóng đi xem xét và đã biết điều đó, ngay lập tức anh đưa ra thỏa thuận để tốt cho cả hai bên. Trở lại với phòng thí nghiệm, trên bức tường có dòng chữ Homelander 16 tuổi, điều đó chứng tỏ suốt tuổi thơ John đã bị giam cầm trong cái địa ngục này. Homelander gọi Marty lại gần xin lỗi vì mình đã hơi nóng giận, giọng anh ta lạnh băng khiến bất kỳ ai cũng sợ toát mồ hôi. Homelander nhắc lại cái lần mình thẩm du bị Marty bắt gặp, ông đã cười vào mặt tôi và gọi đồ xịt lét. Thế rồi John bắt Martin đứng bắt sóc bỏ lọ, đồng thời gọi mọi người tới xem để cùng nhau cười vào mặt ông ta. Không ai dám trái lời lần lượt rời khỏi vị trí. Martin cố gắng xin lỗi John thêm lần nữa, vậy nhưng anh ta vẫn yêu cầu Martin tụt quần xuống quay tay. Homelander ngồi trên ghế nở nụ cười không còn nhân tính. Thấy Martin sợ quá không cứng nổi, anh ta liền đe dọa, nếu không làm được tôi sẽ bắn laser vào chỗ đó, mạng ông ở trong tay ông theo đúng nghĩa đen. Marty sợ hãi phải nhổ nước bọt vào tay thay chất bôi trơn, Homelander thì cứ ngồi đó mà cười to khoái chí. Marty vừa dừng lại, Homelander ngay lập tức phóng laser thủng tổ chim, 333 đến nơi yêu cầu John dừng lại, hãy chấm dứt sự đau khổ cho ông ấy đi. Homelander lại gần để chân lên đầu Martin, tiếng bép vang lên khiến một nhân viên nôn ngay tại chỗ. 333 đề nghị nói chuyện riêng, Homelander đồng ý nhưng không vào văn phòng mà trong phòng giam. Trở lại với nhóm của Hughie, ra tới hành lang, Kimiko bị người em quen biết năm xưa bắn cho thủng bụng.
Yui buộc phải cầm con dao dọc giấy chiến đấu. Dựa vào những điều Kimiko đã dạy trước đây, anh cố gắng xoay sở, dù bị thương nhưng cuối cùng cũng cắt cổ được kẻ địch. Kimiko nhờ khả năng của mình đã bình phục nhanh chóng và làm chủ được tình hình. Cô đưa tay muốn nối lại tình xưa, tuy nhiên ánh mắt cô gái kia đầy thù hận, bởi ngày đó chính Kimiko đã đưa cô ấy vào trại quyết đấu. Vết sẹo trên mặt của cô ấy cũng là do Kimiko gây ra. Kimiko đứng ngây người trực rơi nước mắt, không biện minh thêm lời nào, cô ấy dìu Hughie rời khỏi hiện trường. Phía bên kia pháo lửa đã thành công kích bác được Annie, không kìm được cơn giận Annie đến đấm vỡ mồm pháo lửa. Bất chấp việc có máy quay đang ghi hình, Annie ngồi đè lên người đối phương liên tục tung đòn. C ngồi phòng kín quan sát tất cả mọi việc, cho đến giờ phút này mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của cô ta. Vào lúc Annie bộc phát năng lực thì Marvin kịp đến nơi ngăn cản, Annie bình tĩnh trở lại cùng Marvin rời khỏi hiện trường. Trong căn phòng gần đó, Butcher đang phải đọ sức cùng với thằng ăn trái cao su, tay hắn dài ra quấn quanh cổ khiến anh ngạt thở. Hình ảnh người cũ lại hiện về động viên anh đứng dậy, có thứ gì đó chạy quanh mặt Butcher, anh hét lớn rồi đứng dậy với toàn thân đầy máu, còn đối thủ thì nổ banh xác từ bao giờ. Không ai hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, tuy nhiên việc trước mắt cần làm là rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tại phòng thí nghiệm 333 chỉ trích John vì hành động trả thù như con nít, tất cả những người ở đây đều phải làm theo lệnh, chứ thật ra họ cũng chả sung sướng gì. Ngay từ khi sinh ra, John đã khiến người ta sợ hãi, cậu bắn laser xé toạc bụng mẹ chui ra khi vẫn còn dây rốn, tiếp theo đó là hạ sát một y tá cùng hai bác sĩ. 333 đánh trúng vào điểm yếu của John, bọn tôi không có sức mạnh để ngăn cậu rời đi, chỉ là bản thân cậu đã chọn ở lại, đó vì cậu sợ chúng tôi thất vọng, khát khao yêu thương đó quá sâu đậm. Trở về sau trận chiến, Frenchie lại được Kalin tận tình chăm sóc, lần này anh dứt khoát đẩy cậu ấy ra. Xin đừng đối tốt với tôi nữa. Khi Kalin hỏi lý do, Frenchie liền tháo giày để lộ những vết sẹo, Kalin ngay lập tức nhận ra hung thủ sát hại bố mẹ và em gái mình. Anh tức giận lao tới đấm Frenchie tới tấp, hai tay ghì chặt muốn bóp chết đối phương để báo thù. Frenchie không hề phản kháng, thay vào đó còn thúc giục Kalin hãy giải thoát cho mình. Kalin bất ngờ buông tay lùi người lại, anh cảnh báo Frenchie hãy tránh xa mình rồi bỏ đi. Tại tòa tháp, C gọi Deep tới gặp riêng, cô ấy mua một đồ ăn như lời tạ lỗi vì đã nặng lời trước đó. C giải thích rằng não mình liên tục phát triển, đâm vào tim thì cô ấy sẽ chết, nhưng đâm vào não nó sẽ lại tái sinh. C đưa cho Deep một thanh sắt dài, bảo anh đâm qua khóe mắt của mình, sở thích này đúng là có phần hơi bệnh hoạn. Deep do dự hồi lâu nhưng cũng làm theo, tới khi thanh sắt không vào được nữa, C lại bảo anh dùng búa. Đóng hai cái đủ sâu, C yêu cầu Deep bỏ búa xuống và nhẹ nhàng nạo não mình ra. Cô nàng cảm thấy phê chữ E kéo dài rồi như thành một người khác, sẵn sàng trả ơn Deep bằng việc cho anh thông lò. Sau những sự việc xảy ra, Annie suy sụp thấy rõ, những ký ức đáng quên liên tục hiện về khiến lòng cô đau khổ. Tổng thống cũng gọi điện chỉ trích hành động của Annie, số phiếu bầu bao ngày kêu gọi giờ mất trắng, ông ấy không còn muốn liên minh với Starlight nữa. Tối hôm đó Hughie tới điểm hẹn lấy hợp chất V từ ở trên, không hiểu từ đâu Butcher có thông tin và chờ đợi từ trước. Anh ấy phản đối việc Hughie định tiêm hợp chất V cho bố. Butcher tiết lộ mình đã lén sử dụng nó mong khỏi ung thư, tuy nhiên mọi việc chỉ đẩy bản thân đến gần hơn với cái chết. Sức mạnh không có mà bệnh tình ngày càng nặng thêm. Vậy nhưng Hughie vẫn đút hợp chất V vào túi lặng lẽ tới bệnh viện. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh đã quyết định không dùng tới nó. Mẹ bất ngờ xuất hiện khiến Hughie thoáng chút giật mình, khi bà ấy ngồi xuống cạnh bên anh bối rối đứng dậy ra ngoài. Nén lại nỗi đau, anh lấy hai ly cà phê mang vào cho cả mẹ. Đúng lúc này một thứ nước màu xanh chảy vào người cha. Ông đột nhiên mở mắt khiến Hughie hoảng sợ không hiểu chuyện gì. Tại phòng thí nghiệm, Homelander đã tàn sát tất cả ngoại trừ bà 333. Bước vào thang máy, anh ta nở một nụ cười thỏa mãn. Vậy nhưng khi trở về, Homelander lại bị ám ảnh bởi những việc mình gây ra. C đứng bên cất tiếng hỏi mà Homelander cứ như kẻ mất hồn. Trở lại bệnh viện, Hughie thấy bố tỉnh dậy thì nửa mừng nửa lo. Anh đặt ra những câu hỏi để kiểm tra xem bố có gì khác lạ, thế nhưng ông không có biểu hiện khác thường, đầu óc minh mẫn, vẫn còn nhớ tất cả mọi chuyện trước khi mình đột quỵ. Hughie bảo bố nghỉ ngơi rồi kéo mẹ ra ngoài, thì ra bà ấy đã lấy hợp chất V của con trai để tiêm cho chồng. Tại trụ sở, tinh thần của Annie thật sự khủng hoảng, cái phốt cô phá thai được pháo lửa lan truyền khắp các bản tin. Marvin thì gặp rắc rối với đứa con gái, chả là cô bé bảo Homelander không phải anh hùng. Marvin cố nói cho con hiểu bạo lực không phải cách giải quyết, nhưng cô bé khẳng định chắc nịch, bố cũng toàn dùng nắm đấm con gì. Trong khi mọi thứ đang rối tung rối mù, Joe đã tìm gặp Butcher, anh ta khuyên Butcher nên hợp tác với mình để hạ Homelander. Joe nhận định đội của Butcher chưa đủ trình, hay nói chính xác hơn là họ quá tử tế, còn tôi và anh, chúng ta không hợp với hai từ tử tế. Butcher đã có chút lay động, anh về trụ sở thì thấy không khí chẳng khác nào đám tang. Marvin ngay lập tức đứng dậy hỏi Butcher đã hạ thằng phân thân bằng cách nào. Butcher thành thật bảo mình không biết, tôi đã ngất đi, và khi tỉnh dậy đã thấy hắn nổ banh xác. Dẹp vấn đề đó qua một bên, Butcher thông báo tin vui. Anh đã biết cách có thể hạ được Homelander, đó là loại virus có thể giết chết siêu nhân.
Chỉ có điều Butcher không có loại virus đó, bởi vì khi anh đến phòng nghiên cứu thì Newman đã nâng tay trên. Kế hoạch của Butcher là sẽ ăn trộm lại từ chỗ của cô ta. Marvin đồng tình, bởi nếu có thứ nguy hiểm như thế, thì tốt nhất không nên để nó rơi vào tay Newman. Họ xin lệnh ân xá cho người đàn ông tên Sunny, đổi lại ông ấy sẽ giúp cả nhóm lấy thứ virus kia từ chỗ Newman. Tại bệnh viện Hugh E. Giang có những giờ phút vô cùng hạnh phúc, anh ngồi chăm chú nghe bố mẹ ôn lại kỷ niệm xưa. Đột nhiên mẹ đưa Hugh E. sợi dây chuyền có chiếc nhẫn cầu hôn của mình, đồng thời thúc giục con trai làm đám cưới với Annie. Khi mẹ ra ngoài Hugh E. chất vấn bố về vụ ủy quyền, ông liền kể lại chuyện con mèo năm xưa bị ốm. Hugh E. không chịu để bố tiễn nó đi sớm, cuối cùng thì nó phình to rồi nổ tung như bong bóng, và ông ấy không muốn kết cục của mình giống như con mèo. Đang giải thích thì ông ấy dừng lại hỏi Hugh E., mẹ con đi đâu rồi, điều đó khiến Hugh E. cảm thấy có sự bất thường. Nhóm Butcher được Sunny dẫn tới một ngôi nhà vùng ngoại ô, ông ấy khẳng định nếu Newman muốn giấu thứ gì thì đó chính là nơi này. Mọi người thận trọng di chuyển vào bên trong, khắp nơi toàn vết máu loang lổ. Butcher chú ý tới một con thỏ, anh rút ống tiêm và thả nó ra ngoài. Có vẻ nơi đây từng là một phòng thí nghiệm thứ virus kia. Đột nhiên cả nhóm đồng loạt bị chảy máu mũi, Newman bước vào với người của mình. Cô nàng tức giận trách mắng Sunny vì đã dẫn kẻ thù của mình đến đây. Sunny bình tĩnh giải thích tình hình, ông thuyết phục Newman bắt tay hợp tác với nhóm The Boy. Phía bên kia The Seven đang tổ chức họp báo để ra mắt bộ phim huấn luyện ở trên, đó sẽ là tiền đề để bộ phim của Ryan thành công. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong nhưng Ryan lại nói mình không muốn quay. Lần này Homelander không hề trách cứ mà lại ủng hộ con trai, anh ta rất mừng khi thấy Ryan dám nói ra chính kiến của mình. Cả đời Homelander đã bị người ta thao túng, anh nhận ra mình cũng đã làm thế với con trai, vậy nên từ giờ sẽ sửa sai, giữa cả hai không còn quy tắc nào nữa. Newman dẫn bố và nhóm The Boy tới một trang trại, khi bước vào trong họ thấy một thi thể, điều kỳ lạ là có hai quả trứng trên người anh ta. Hóa ra lũ gà đã được tiêm hợp chất V, chúng có thể xuyên thủng cơ thể người dễ như ăn thóc, ngay cả súng đạn cũng không thể làm chúng tổn thương. Một con lao tới tấn công Sunny, may thay Newman đã dùng năng lực của mình khiến nó nổ banh xác. Cả nhóm vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa, Butcher tức giận mắng xa xả vào mặt Newman. Vậy là cô nàng cay mũi bóc phốt cái vụ anh thỏa thuận trộm hồ sơ đổi lấy Ryan. Tuy Butcher khẳng định mình đã không làm nhưng cả nhóm đều nhìn anh với ánh mắt phán xét. Marvin lên tiếng tạm gác chuyện này lại, việc cần làm trước mắt là tìm Samir, người phụ trách thí nghiệm để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Trên đường đi Butcher phát hiện con thỏ mình thả lúc này đang nằm hấp hối, đột nhiên có thứ gì đó đục thủng bụng nó chui ra, Butcher tức giận đạp liên tục cho tới khi nó nát bét. Trở lại bệnh viện, Hugh E. không thấy bố đâu liền vội vã cùng mẹ đi tìm. Và rồi anh đứng hình khi thấy bố đang cầm trên tay quả tim của một bác sĩ, điều tệ hơn là ông ấy hoàn toàn mất trí, còn không nhận ra cả con trai mình. Hợp chất V đã có tác dụng, nó biến ông trở thành siêu nhân có thể đi xuyên mọi vật thể, mỗi khi dừng lại thì sẽ mắc kẹt trong đó luôn. Hugh E. đuổi kịp bố ở ngoài hành lang nhưng lúc này đầu óc ông vẫn chưa tỉnh táo, ông ấy nhớ con trai mình chỉ mới 11 tuổi, nhìn thấy vợ thì nổi cơn thịnh nộ. Một nhân viên an ninh chạy đến vô tình trở thành nơi để ông trút giận. Sau khi hạ sát nhân viên an ninh, ông ấy tiếp tục đuổi theo Daphne, miệng không ngừng trách mắng bà vì đã bỏ rơi mình và con trai. Thấy tình hình không ổn, Hugh E. vội đứng chắn trước mặt mẹ, anh kể lại kỷ niệm đáng nhớ của hai bố con, điều đó đã giúp ông ấy bình tĩnh trở lại. Ở trang trại, đám vật nuôi bị tiêm hợp chất V đang nổi loạn, bọn chúng phá cửa xông ra ngoài đuổi nhóm The Boy chặt vắt giò lên cổ. Bất ngờ một con nôn ra thứ chất lỏng màu xanh rồi lăn đùng ngã ngửa ra đất, những con khác cũng lần lượt rụng xuống như sung, thì ra loại virus kia đã có tác dụng. Newman hoảng hốt khi không nhìn thấy Samir đâu, cuối cùng cả nhóm ra về tay trắng mà không có virus, Sunny bị tống trở lại nhà tù. Chiếc xe áp tải ông ấy đi được một đoạn thì viên tài xế nổ tung, Newman đã chặn đường giải thoát cho bố. Homelander triệu tập toàn bộ các thành viên, anh ta tuyên bố nước Mỹ đã mục ruỗng, giờ là lúc cần hành động quyết liệt để cứu lấy nó. Mọi người sẽ không còn là anh hùng nữa, mà sẽ là những vị thần thịnh nộ. Trong phòng có sự xuất hiện của hai anh hùng thế hệ mới, đó là Sam và Kate. Bọn họ được lệnh trút giận lên tay MC bị cho là phản bội, mà thực chất anh ta bị oan. Ashley đã lấy điện thoại của anh ta nhắn tin cho Marvin. Phía bên kia Hugh E. đang tiêm một thứ thuốc gì đó cho bố. Anh đã hạ quyết tâm giúp ông ra đi thanh thản, thay vì tiếp tục mất kiểm soát giết những người vô tội. Butcher chở Joe quay lại trang trại, thì ra trước đó anh ấy đã bắt giữ Samir. Mục đích của bọn họ là muốn Samir tiếp tục nghiên cứu tạo ra virus có thể tiêu diệt siêu nhân. Đó cũng là những tình tiết của 5 tập đầu tiên The Boy mùa 4. Đừng quên đăng ký và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Butcher đưa Samir về trụ sở, ngay khi anh ta tỉnh lại đã yêu cầu đưa danh sách những thứ cần để chiết xuất virus. Samir bảo mình không thể liền bị Butcher bóp mạnh vào vết thương, thời gian của Butcher có vẻ như không còn nhiều nữa. Lo lắng về việc mình hẹo sớm nên anh cho Samir một tuần, phải làm ra thứ gì đó đủ mạnh để giết Homelander. Samir đau khổ bảo vài tháng còn không xong nhưng Butcher nghiêm giọng nhắc lại một tuần.
Lúc này Hughie đang cùng mẹ giải cho cốt bố ra đường phố theo di nguyện của ông, tình cảm giữa hai người đã có chuyển biến tốt đẹp. Họ đưa ma người nhà mà mặt còn không buồn bằng Kimiko, Daphne có chút lo lắng cất tiếng hỏi han, Hughie liền giải thích bạn thân của cô ấy vừa đến đồn cảnh sát đầu thú vì giết người cho bà trùm xã hội đen. Kimiko buồn do Frenchie không nói trước với cô ấy, hơn thế nữa anh còn từ chối gặp thân nhân. Sau khi nhóm The Seven cho Cameron đăng xuất pháo lửa đã thay anh ta dẫn chương trình, A trên sợ hãi gọi điện cho Marvin bảo mình sẽ không làm gián điệp nữa. Marvin ngay lập tức trấn an cậu ta bình tĩnh rồi sẽ tìm hướng giải quyết, sau đó thông báo cho cả nhóm biết tình hình. Tối nay Tech Night sẽ mở tiệc hiệp hội liên bang tại dinh thự riêng, bọn họ cần lẻn vào đó để thăm dò thêm tin tức. Annie muốn mua chơi trợ giúp nhưng anh ta đã lặn không sủi tăm. Marvin liền nghĩ ra cách là tìm thợ dệt mạng. Anh mang đến liều thuốc để đổi lấy thông tin, tuy nhiên gã đang vật nên trà thiết chuyện trò. Bất đắc dĩ Marvin phải trích dùng qua đường cửa hậu, cái đám anh hùng này quả nhiên đứa nào cũng dị, vừa được tiêm thuốc hắn liền phò tơ vào mặt Marvin, cũng may Hughie có mang theo một lọ sát trùng. Với liều lượng vừa tiêm Marvin xác định hắn sẽ bất tỉnh trong vòng 48 tiếng, anh thúc giục Hughie lấy quần áo giả dạng người dệt tơ lẻn vào bữa tiệc. Cả nhóm nhìn bộ dạng mới của Hughie liền phì cười, anh chàng thì khó chịu vì nó chật trội và hôi hám. Thế nhưng đâu còn cách nào khác, bởi Tech Nai có siêu năng về 5 loại giác quan, hắn chính là Sherlock Holmes phiên bản phế thuốc, chỉ cần một mùi lạ hắn sẽ phát hiện ra ngay. Marvin căn dặn Hughie phải hành động thật nhanh, sau khi đặt máy nghe lén thì dụ Tech Nai ra ngoài. Annie rất lo lắng cho bạn trai, cô yêu cầu Hughie phải liên lạc 2 phút một lần. Hughie trấn an bạn gái mình sẽ cẩn thận, anh định hôn cái lấy may nhưng Annie ngăn lại vì cái mùi nồng quá. Vừa vào trong Hughie đã đụng độ Newman, cũng may có cái mùi hôi thối nồng nặc, nên cô ấy không để ý tới thái độ bối rối của Hughie. Đặt xong máy nghe lén, Hughie bị Tech Nai tiếp cận, hắn đưa anh tới căn phòng bí mật của mình, nơi mà mọi thiết bị liên lạc đều bị vô hiệu hóa. Có một người bị cắt lưỡi xích vào tường, Tech Nai bảo đó là phụ tá cũ của mình. Do anh ta lừa dối nên hắn đang tuyển người mới. Hughie chứng kiến cảnh ấy thì tim đập chân run, bằng khả năng của mình Tech Nai cũng nhận ra điều đó. Tại trụ sở của The Seven, anh chàng giả dạng Black Noir tỏ ra bất mãn. Anh ta bỏ mũ trùm đầu ngồi vào chỗ của Homelander. Khi The Deep chỉ trích thì anh chàng bảo không làm nữa, ngày mai sẽ về quê nuôi cá trồng thêm rau. Thái độ mềm mỏng The Deep liền xuống nước thuyết phục, anh ta kể lại quan hệ thân thiết của mình với Noah trước kia, đồng thời khẳng định bạo lực là sức mạnh, dù không muốn cũng phải thích nghi. Về phần Annie vô cùng lo lắng do không liên lạc được với Hughie, cô quyết định cùng Kimiko đột nhập vào bữa tiệc, chuyện đến nước này Marvin cũng đành phải làm theo. Bệnh tình của Boucher thì ngày càng nặng, không uống rượu mà suốt ngày nôn khan. Hình ảnh vợ cũ lại hiện ra trước mắt, cô ấy trách cứ Billy vô cớ làm tổn thương một người vô tội, liệu anh đang giải cứu thế giới, hay mượn cớ quay lại con đường bạo lực ngày xưa. Boucher tỏ vẻ bực bội vì những lời vừa nghe thấy, anh cho rằng để thế giới hòa bình thì phải có hy sinh. Phía bên kia Kimiko đã leo tường đột nhập vào dinh thự của Tech Nai, cô nhanh chóng mở cửa cho đồng đội, họ chia nhau mỗi người một hướng để tìm kiếm Hughie. Trong phòng khách Newman đang phải đón tiếp mấy thằng đạo đức giả, cô lên tiếng phàn nàn và được Sister C cảm thông. Sister C kể cho Newman nghe chuyện bà mình mắc bệnh rồi chết trong đau đớn, cũng chỉ bởi cái đám chức quyền vô cảm. Bởi vậy Sister C cũng muốn tiễn đám người này sang bên kia thế giới, nhưng trước đó cần lợi dụng chúng để có quyền lực tối cao. Dưới tầng hầm Hughie bị đặt vào hoàn cảnh nếu giờ khóc giờ, Tech Nai vốn là tên bống bang có sở thích quái đản. Hắn chui đầu vào dây xích tự làm mình ngạt thở, sau đó yêu cầu người dệt mạng ngồi xuống cái bánh xì hơi. Làm thì kinh mà không làm thì lộ, Hughie chỉ đành nghiến răng mà dặn. Đã vậy lúc xong hắn còn yêu cầu anh chùi mông bằng giấy giáp. Hughie nhắc nhở Nai nên quay trở lại bữa tiệc nhưng vô dụng, anh ta bảo rằng bữa tiệc chính là ở đây. Ashley có mặt góp vui với tiết mục cù chân, Hughie buồn rãy nảy lên mà vẫn phải cố giả giọng. Phía bên trên Annie bất ngờ chạm mặt pháo lửa ở cửa nhà vệ sinh, cô hét lời xin lỗi để đối phương không làm toáng lên, sau đó thì bất ngờ tiêm mũi thuốc mê khiến pháo lửa bất tỉnh. Tình hình lúc này vô cùng nguy cấp khi Nai đã phát hiện ra thân phận của Hughie, trước khi báo với Homelander hắn muốn hành hạ Hughie trước. Kimiko hội ngộ cùng Marvin, theo chỉ dẫn trước đó của Hughie bọn họ đã tìm được phóng sách. Thấy Sister C, Marvin ngay lập tức rút súng ra khống chế. Cô nàng nhắc tới con gái anh để công kích, sau đó nhân cơ hội lao đến bấm còi báo động, vậy nhưng vừa di chuyển đã bị Marvin bắn vỡ sọ. Căng thẳng tột độ khiến Marvin lên cơn đau tim nằm vật xuống sàn. Kimiko bất chấp nguy hiểm cầu cứu A-chen, cô yêu cầu anh ấy giúp mình đưa Marvin tới bệnh viện. Ban đầu A-chen từ chối nhưng rồi cũng đành chấp nhận, anh chàng khá vui khi một cậu bé nhìn thấy mình nở nụ cười ngạc nhiên. Sister C tỉnh lại nhưng não tạm thời bị tổn thương, cô ta chẳng nhớ chuyện gì cứ ngơ ngơ như bò đội nón. Homelander buộc lòng phải đứng ra kêu gọi sự ủng hộ của đám quan chức có mặt. Mọi việc bắt đầu rối ren, khi nghe Homelander định đảo chính bọn họ đặt ra hàng loạt câu hỏi. Homelander quay ra tìm sự cứu viện từ C nhưng cô nàng đang mải ăn bánh kem. Thấy tình hình không ổn, Newman liền lên tiếng, cô ấy hứa sẽ giải quyết mọi hệ lụy của cuộc đảo chính.
là phó tổng thống, lời nói của Newman rất có trọng lượng, không mất nhiều thời gian để cô có được cái gật đầu từ đám tỷ phú. Tại căn phòng bí mật của Nai, nhóm Annie cùng Kimiko đã khống chế được hắn giải cứu Hughie. Annie hỏi lý do hắn bí mật gặp Sister C nhưng hắn ta không hé răng nửa lời. Kimiko dùng đến vũ lực thì Nai càng khoái, bởi đó là một trong những sở thích bệnh hoạn của hắn ta. Đúng lúc này tên trợ lý cũ dứt được xích thoát ra ngoài, anh ta chạy đến mở chiếc máy tính của Nai. Hughie ngay lập tức nhận ra toàn bộ tài khoản ngân hàng của hắn nằm trong đó, giờ chỉ cần quét võng mạc là có thể truy cập. Hóa ra đây là cách tra tấn tên phản anh hùng sa đọa. Hughie ngồi chuyển từng món tiền và chứng kiến sự đau khổ của Nai. Hắn cứ chậm một phút là mất 100 triệu đô, sau cùng sót tiền quá nên đành khai sự thật. Homelander và C đã thỏa thuận với hắn để được dùng chuỗi nhà tù tư nhân trên cả nước để nhốt những người chống đối. Nai vừa khai xong thì bất ngờ bị ông bố nuôi tấn công. Ông ấy rất căm phẫn và đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Ông ấy bảo nhóm của Annie hãy rời khỏi đây, còn mình sẽ ngụy tạo vụ này như một tai nạn ngoài ý muốn. Ngày hôm sau pháo lửa đến gặp Homelander, cô nói về việc Starlight đến bữa tiệc và cách Nai đã chết. Hắn ta bất ngờ đến bật ngửa, như vậy thì không phải Cameron đã tiết lộ thông tin. Pháo lửa nhân cơ hội hạ thấp C, hoặc là cô ta nói dối, hoặc là cô ta vô dụng bất tài. Homelander không tin điều đó, anh ta quay sang chất vấn pháo lửa, cô đã để Starlight chạy thoát, ai dám đảm bảo cô không phải là người tiết lộ thông tin. Nghe vậy cô nàng vội vàng phân trần giải thích, đồng thời quả quyết rằng Homelander là tất cả mọi thứ của mình. Nói xong pháo lửa kéo khóa áo để lộ hai bình sữa mẹ, đây không phải chuyện tình dược tầm thường, đây là minh chứng cho lòng trung thành. Pháo lửa vừa dứt lời, thì một dòng sữa phọt vào mồm Homelander khiến anh ta phấn khích, thì ra pháo lửa đã dùng một phác đồ điều trị lâu dài, giúp bản thân không chữa vẫn có sữa. Homelander cảm động muốn rơi nước mắt, anh ta úp mặt vào bình sữa mút lấy mút để. Giờ thì tên anh hùng tàn bạo đã ngoan như một đứa trẻ nằm trong vòng tay của mẹ. Hughie sau chuyến đột nhập đã bị sang chấn tâm lý, người thường như anh không sao có thể chịu nổi những thú vui bệnh hoạn của đám siêu năng, gục đầu vào vai bạn gái anh thổn thức mãi không ngừng. Boucher mang những thứ thiết yếu đến yêu cầu Samir điều chế virus, anh ta sợ hãi tiết lộ sự thật động trời, thứ virus này lây lan qua không khí, nếu phát tác nó sẽ giết toàn bộ những người có siêu năng lực trên toàn thế giới. Boucher bằng hoàng khi biết điều đó, nhưng Joy lại vô cùng thích thú, lúc này quan điểm của hai người đã khác nhau. Bọn họ to tiếng tranh luận. Boucher chợt nhận ra Joe chỉ là một tính cách khác của mình. Joe Kessler thật sự đã chết ở thung lũng từ trước đó rồi. Boucher cảm thấy hoảng loạn, hóa ra trước giờ Joe chỉ là cái cớ để anh thực hiện những hành vi bạo lực của mình. Đây chính là một trong những tác dụng phụ của việc tiêm hợp chất V. Ngày hôm sau Jersey vẫn tổ chức một chương trình nhân dịp lễ Giáng sinh. Lần này đối tượng họ nhắm đến là đám trẻ không biết nói dối, cổ vũ chúng tố cáo những người ghét siêu anh hùng cho dù có là chính bố mẹ mình. Ryan không hài lòng nên đứng dậy chất vấn. Tuy nhiên đạo diễn bảo kịch bản này đã được bố cậu duyệt qua. Ryan sợ cái uy của bố nên không dám ý kiến gì thêm nữa. Tại trụ sở của The Seven một cuộc họp được tổ chức mà vắng mặt C, có vẻ như cô nàng đã bị thất sủng sau vụ Homelander bú sữa. Anh ta đập tay vỡ cả mặt bàn yêu cầu C tìm kẻ đã bán thông tin, sau đó bày tỏ sự lo ngại vì chiếc máy ghi âm đặt tại bữa tiệc. C bảo mình đang tiến hành điều tra, còn vụ bữa tiệc thì không cần phải lo bởi nhóm The Boy sẽ không công khai với truyền thông, vì nếu làm thế họ sẽ không thể âm thầm xử lý được Newman. Homelander đồng tình với quan điểm ấy nhưng vẫn tỏ ra bất mãn, pháo lửa ngồi bên đắc ý chêm lời. Vậy là Homelander đã gạt C ra khỏi vụ tình gián điệp, yêu cầu cô chỉ cần lo chuẩn bị sát thủ để thứ 6 này ám sát mục tiêu. Tại gia trang Kevin đang chuẩn bị làm tành với con bạch tuộc, C nhắn tin tới hay đến chơi tôi nhé, thế là anh ta lấy cớ công việc mang nàng bạch tuộc trở lại bể kính. Annie lo lắng trước kế hoạch của nhóm The Seven, cô gọi điện về cho mẹ bảo bà chuyển chỗ ở. Vẫn như từ trước tới giờ hễ hai mẹ con nói chuyện là lại to tiếng. Annie muốn vứt bỏ đi cái thân phận Starlight. Cô khá bực bội khi mẹ tiết lộ Hughie vẫn giữ bộ đồ siêu anh hùng ngày trước. Hughie vội vàng xin lỗi rồi tống bộ đồ vào túi sách ném đi. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên vỗ về an ủi bạn gái. A trên bám theo C chụp lại bức hình cô nàng giao dịch với sát thủ, rồi gửi cho Marvin. Họ định lên đường hỏi thăm hắn thì Boucher mở cửa bước vào, bỏ qua khâu chào hỏi theo phép lịch sự anh đi vào chủ đề chính. Boucher tiết lộ Samir vẫn còn sống và đang làm cho mình. Tuy nhiên virus có thể lây lan toàn cầu gây nên sự diệt chủng của các siêu nhân. Mặc cho hình ảnh Joe liên tục ngăn cản chỉ trích, Boucher vẫn quyết định hợp tác trở lại với nhóm The Boy. Anh muốn tìm cách dùng virus lên Homelander và Newman, ngoài ra không ai phải chịu hậu quả nữa. Marvin liền giao nhiệm vụ virus cho Kimiko và Frenchie mới được xuất trại, những người còn lại sẽ tìm tung tích người đàn ông mà C vừa gặp. Mọi người chuẩn bị lên đường thì Marvin xin rút, anh ấy lo sợ vì lần bất tỉnh của mình trước đó. Marvin muốn trao lại quyền lão đạo nhóm trai điên cho Boucher, mọi người đều lên tiếng ngăn cản nhưng vô nghĩa. Marvin trở về nhà gặp vợ, anh đưa cho cô một số tiền mặt và hai vé máy bay, yêu cầu cô ấy đưa con rời khỏi thành phố. Monique yêu cầu chồng giải thích rõ sự tình, sau đó cô ngỏ ý muốn Marvin đi cùng hai mẹ con.
Phái bên kia Ashley xem bảng tin về trợ lý cũ mà rơi nước mắt, cô tự trách bản thân vì gián tiếp gây ra cái chết cho anh ấy. Trong cơn say cô càng trở nên hoảng loạn, ở nơi này người ta biến thành quái vật quá nhanh. Vốn Ashley chỉ muốn Cameron bị đuổi việc đi nơi khác giữ an toàn, ai có ngờ Homelander lại ra tay tàn độc. Ashley khóc lóc dụ Archen đi trốn cùng mình, nhưng Archen biết rằng chạy đâu cho hết nắng, anh yêu cầu Ashley bình tĩnh cư xử cho tử tế. Việc mà bại lộ thì cả hai xuống mồ đoàn tụ. Mucher chỉ đạo Annie và Hughie tới nhà gã đàn ông bí ẩn, mọi thứ vừa bộn ngổn ngang toàn rác chứ không thấy người. Hughie mở ngăn kéo thấy tập hồ sơ mật vụ, Annie nhanh chóng nhận ra bản vẽ sơ đồ của trung tâm hội chợ DC, nơi Singer tổ chức meeting, không còn nghi ngờ gì nữa, The Seven muốn ám sát tổng thống. Đột nhiên trong căn phòng gần đó phát ra tiếng tít tít, Mucher lên đạn thận trọng tiến lại gần xem xét. Hughie mở cửa thì thấy một người phụ nữ mình đầy thương tích, Annie lên tiếng trấn an nhưng bất ngờ bị đối phương đẩy ra. Cô nàng rút dao tấn công Hughie rồi bỏ chạy. Tới cửa ra vào cô ta cắn một bà lão, trên đường chạy thì lột da thay mặt biến thành bà ấy. Cả bọn đuổi ra đường lớn thì mất dấu, Hughie lo lắng cho số phận ngài tổng thống, họ sẽ không thể làm gì nếu như kẻ ám sát có thể là bất kỳ ai. Archen bất ngờ tới gặp Marvin, anh ấy đã biết việc Marvin định nghỉ hưu non nên đến để chất vấn. Marvin bảo rằng cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc, nó đã giết chết ông nội và bố anh ấy, cuộc đời Marvin cũng dần bị hủy hoại, anh chẳng còn gì ngoài gia đình nhỏ. Thế nhưng Archen nhắc nhở Marvin chuyện này sẽ không dừng lại ở một thành phố, vậy khi đó anh sẽ đưa gia đình của mình đi đâu? Câu hỏi đó đã khiến Marvin rơi vào trầm tư. Tại phòng thí nghiệm tồi tàn, Frenchie đối xử rất tử tế với Samir, anh ấy lươn lẹo loại virus này chỉ dùng cho Homelander còn Newman sẽ không sao. Vậy là Samir đã hoàn toàn hợp tác. Pháo lửa nhờ những mối quan hệ của mình đã tìm được người dệt mạng, anh ta có liên quan tới vụ ở bữa tiệc, nhưng tất nhiên không phải kẻ tuồn thông tin. Chỉ có điều do chơi đớ nhiều quá nên đầu óc gã không ổn định. Đã vậy khi nhìn thấy Homelander lại sợ đái cả ra lỗ phun tơ, mồm liên tục xin lỗi bảo rằng sẽ sửa sai. Vậy là Homelander nóng máu xé làm đôi, chính thức khép lại phi vụ tìm gián điệp. Pháo lửa chứng kiến cảnh ấy hoang mang tột độ, dù gì thì cô nàng cũng chưa tàn ác đến mức có thể bình thản trước việc làm của Homelander. Tại phòng thí nghiệm, Frenchie chủ động tới làm lành với Kimiko, anh xin lỗi vì lúc ở trại giam đã tránh mặt. Kimiko trách cứ anh vì lúc nào cũng tự hành hạ bản thân, nếu có gì khó khăn có thể nhờ cô ấy giúp. Và rồi cô kể cho Frenchie biết sự thật về nguyên nhân mình không thể nói. Hóa ra trước đây cô bị đám người kia huấn luyện thành sát thủ, chúng bắt lũ trẻ chiến đấu với nhau mà không phát ra tiếng động, Kimiko đã hạ sát một cô bé trạc tuổi mình. Nỗi ám ảnh đã khiến cô không thể nói lại ngay cả khi được phép. Kimiko chán ghét chính bản thân mình, điều đó còn kinh khủng hơn cả việc Frenchie đã làm. Hai con người với bóng ma quá khứ dần xích lại gần nhau, họ an ủi đối phương để vui vẻ hơn sống cùng với tội lỗi của quá khứ. Kevin trở về sau màn mây mưa với C, nàng bạch tuộc biết điều đấy vì ngửi thấy mùi gái lạ qua những cái xúc tu. Nàng ta chỉ trích Kevin vì phản bội mình, đồng thời có những lời lẽ khinh thường gần như miệt thị. Kevin tức giận đạp nát bể kính chạy ra ngoài đóng cửa, anh ta ngồi bệt xuống vò đầu bứt tai đấu tranh tư tưởng, nhưng sau cùng vẫn quyết định mặc kệ người tình của mình ngạt thở bên trong. Chút nhân tâm cuối cùng biến mất, giờ đây The Deep sẵn sàng hạ sát bất kỳ ai mà Homelander muốn. Hughie mua ít đồ ăn vặt tới nói chuyện với Newman về tình hình rối ren hiện tại, anh khuyên cô ấy lên dừng lại, đừng có hợp tác với Homelander thêm bất cứ lần nào nữa, chỉ nghe đến việc ám sát tổng thống thôi cũng thấy quá điên rồ rồi, vậy mà hắn còn chuẩn bị cả một hệ thống nhà tù để giam giữ người dân. Tất nhiên điều đó Newman cũng không muốn, nhưng chuyện đến nước này rồi cô ấy không thể rút lui. Dù cho Hughie có lấy đoạn ghi âm tại bữa tiệc ra đe dọa, Newman vẫn hạ quyết tâm tiễn khách, cô cảm ơn anh đã ghé qua cảnh báo, đồng thời chia buồn về cái chết của cha anh. The Deep dẫn Black Noir tới tận trụ sở của nhóm trai điên, theo lệnh của Homelander công khai trừ khử những kẻ ngáng đường. Mucher bảo nay Giáng sinh không muốn sát sinh, cho 3 phút để bọn mày chim cút. Vậy nhưng Deep đã xông đến đấm vào bụng Annie, ngay lập tức Mucher cầm gậy sắt cậy hòm lấy súng. Black Noir pha ke cũng động thủ khiến anh phải nhảy sang một bên né đòn. Người thằng này vô cùng cứng cáp, Mucher đạp mỏi tay mà hắn trả si nhê, đã vậy còn ăn một đấm bay hết cả cái bàn dài. Mucher bỏ nhanh tới chỗ cất súng. Anh sóc lọ một phát khiến đối phương nhất hình. Đang bắn hăng thì súng hết đạn, may thay cái thằng nó mắc hội chứng ngủ gật, đi đến trước mặt Mucher thì bất ngờ nằm vật ra đất. Phía bên kia Annie bị bón hành ngập răng, đúng lúc cận kề nguy hiểm thì Archen lao tới giải nguy. Anh da đen rất biết cách gây bất ngờ cho cả kẻ địch lẫn đồng minh. Archen bảo ghét cái mặt chó của Deep rồi tung cú đấm. Marvin cũng tương trợ bằng khẩu súng 6 nòng, anh xả đạn liên hồi đẩy Black Noir khỏi tòa nhà. Deep cố gắng tấn công Archen nhưng không trúng cái nào, sau cùng bị Annie cầm hai rẻ xương sườn nhấc bổng lên không trung. Hắn còn bật tôm là cô còn đấm, để cho bão cơn giận cô ấy chốt hạ bằng quả tạ 30 cân giữa mồm Deep. Khống chế được tình hình, Archen vội vàng rời đi, Marvin cũng thúc giục cả nhóm di chuyển khỏi hiện trường, bởi Black Noir mà quay lại thì hẹo là cái chắc.
A chân tới đón Ashley nhưng cô nàng không có dũng khí để bỏ trốn. Quả nhiên lúc có rượu và tỉnh táo thì độ húng chó hoàn toàn khác nhau. Cô ấy dặn A chân nhớ lấy con chip theo dõi ra khỏi người, rồi vịn tay vào bàn thở gấp. Trước tình hình này Marvin không thể bỏ đi cùng vợ. Anh điện cho Monique nhắn nhủ vài câu rồi trở lại nhận chức thủ lĩnh nhóm trai điên. Homelander thì cực kỳ bấn loạn khi biết kẻ gián điệp là A trên. Bú sữa nhiều nên càng ngày anh ta càng lú. Thật ra C đã biết mọi chuyện từ trước, cô ấy chỉ lợi dụng A trên để truyền đi những tin tức mình muốn. Mọi thứ đều đang diễn ra đúng kế hoạch. Thế nhưng Homelander không muốn nghe thêm gì nữa. Anh ta cảm thấy mình bị C coi thường và đã sa thải cô ấy. C nhắc lại lời hứa sẽ lắng nghe của Homelander với mình. Nhưng gã ta tức giận đe dọa, còn nói thêm nữa bố cho vào thùng xốp. Tại phòng nghiên cứu Samir đã thành công tạo ra virus, thế nhưng anh ta lại bất ngờ tiêm cho Kimiko rồi bỏ chạy. Frenchie vội vàng lấy xích sắt quấn quanh đùi Kimiko, anh tìm một cái cưa nhanh chóng tiến hành cưa chân cô ấy, Kimiko đau đớn như muốn chết đi sống lại. Cũng may nhờ khả năng của mình nên Kimiko mới phục hồi lành lặn. Bọn họ mang tang chứng về trụ sở, Samir bỏ trốn rồi nên không ai biết cụ thể khả năng của virus, liệu rằng nó có thể giết được Homelander hay không. Marvin liền lên tiếng để các thành viên lấy lại tinh thần. Việc khó khăn hơn cũng trải qua rồi, trước mắt cần ngăn vụ ám sát tổng thống, những thứ còn lại tính sau. Chương trình kêu gọi tố cáo những người ghét siêu nhân, được truyền hình trực tiếp đúng tối Giáng sinh, Ryan lấy hết can đảm cãi lại ý bố. Ryan lấy hết can đảm cãi lại ý bố, cậu yêu cầu máy quay tiếp tục ghi hình để gửi vài lời đến Boucher, gia đình là để yêu thương, không một đứa trẻ nào, nên tố cáo để tống bố mẹ vào tù chỉ vì quan điểm khác nhau. Boucher nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ. Anh đứng dậy khỏi ghế định rời đi thì đột nhiên thấy khó thở, lảo đảo vài bước liền ngã vật xuống sàn bất tỉnh. Annie thì đã lấy lại được tinh thần quyết định mặc lại bộ đồ siêu nhân. Như một lời tri ân tới bạn trai vì đã có công giữ lại kỷ vật, Annie cởi chiếc quần chip và đưa Hughie lên đỉnh, lớn hết cả rồi mà cứ há mồm đánh vần á ớ như trẻ con. Thế nhưng nửa đêm Annie bỗng có biểu hiện bất thường, lúc nhìn vào gương trong mắt thoáng đổi màu trắng dã. Ngay sau đó cảnh chuyển tới nơi Annie bị giam giữ, cô ấy lờ mờ nhớ ra việc mình đã bị đánh thuốc mê. Cuộc tổng bầu cử nhanh chóng diễn ra, ai lấy trong nhóm The Boy đều tập trung theo dõi sự kiện. Marvin thúc giục Frenchie nhanh chóng chiết xuất virus để hành động. Riêng chỉ Annie là có hành động bất thường, cô nàng mặc chiếc váy quyến rũ chủ động nói lời cầu hôn Hughie. Anh chàng nghe thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ, ngay lập tức chạy vào nhà lấy ra chiếc nhẫn mình chuẩn bị từ lâu, sau đó quỳ xuống đeo vào tay của Annie. Nhân ngày trọng đại họ cùng nhau bắn pháo hoa tầm thấp ăn mừng. Hoạt động mạnh quá chiếc nhẫn đã khiến tay Annie bị thương. Vẻ mặt đầy lo lắng cô bật dậy khỏi giường mặc quần áo, lấy cớ mua sâm panh rồi vội vã ra ngoài. Trong khi đó Boucher đã phải nằm trên giường bệnh, nhân cách xoe được đã hiện ra luôn miệng chỉ trích Boucher, chỉ vì anh yếu đuối mà cơ hội diệt trừ Homelander đã trôi qua, giờ chỉ biết nằm đây chờ ngày đăng xuất. Xoe thúc giục Boucher thực hiện lại phi vụ diệt chủng siêu nhân, tuy nhiên anh bảo nhân cách của mình chim cút. Homelander vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng tuổi trung niên, cầm nắm tóc bạc trong tay gã tỏ ra vô cùng chán nản. Để rồi khi thấy bức ảnh Ryan giữ trong ba lô, Homelander thật sự đã tức giận, hắn ta đã phá hủy căn phòng trước khi con trai bước vào. Ryan sợ hãi không nói lên lời khi đối mặt với người bố ruột, Homelander nghiến răng ra lệnh cho con trai lại gần. Đồng thời ném bức hình xuống nền đất khiến nó vỡ vụn, Ryan rất bất bình với hành động đó. Cậu rời khỏi phòng mặc những lời đe dọa từ cha. Trong khi đó Annie Fake tới gặp Annie hàng thật, cô ta khoe chiếc nhẫn và tiết lộ việc mình đã cầu hôn Hughie. Do mỗi lần biến hình cô ả sẽ có lại mọi ký ức của đối tượng, thế nên việc bại lộ rất hiếm khi xảy ra. Mục đích ban đầu của cô ta là giả dạng làm Annie đi ám sát Singer, nhưng giờ có vẻ như việc mạt sát đối phương mang lại nhiều niềm vui hơn. Cô ta nắm được mọi góc khuất của Annie và dùng chúng như thứ vũ khí sắc bén, Annie bất lực chỉ đành ngồi đó rơi nước mắt cầu xin. Hughie lo lắng về vụ ám sát nên gọi điện cho Boucher, tuy nhiên lúc này Boucher chỉ thở cũng mệt, anh rơi nước mắt nhờ Hughie gửi giúp mình lời xin lỗi tới nhóm trai điên. Hughie muốn trấn an Boucher đừng bỏ cuộc, tuy nhiên anh ấy đã chào tạm biệt rồi cúp máy. Tại buổi ghi hình trực tiếp Nu ngừng bất ngờ bị Homelander bóc trần thân phận là siêu nhân, cô ấy vô cùng tức giận chất vấn đối phương, vậy nhưng Homelander tầm này không thèm nghe ai nữa. Gã muốn ám sát Singer và đưa Newman lên làm tổng thống, mặc dù chuyện đó đồng nghĩa phải bắt ra một nửa dân số nước Mỹ. Tin tức đã khiến dân tình dậy sóng, mặc dù vậy kết quả bầu cử chính thức đã được thông qua. Marvin biết rằng Homelander đã chơi tất tay, anh gọi cho Hughie lập tức tung mọi thông tin bất lợi của Newman cho báo chí, vậy nhưng chỗ tài liệu đó đã không cánh mà bay, bản gốc hay bản sao thì cũng đều bị xóa. Annie Fake về đến nơi nở một nụ cười khoái chí. Tình thế thay đổi ngay phút bù giờ, mọi chiến thuật chuẩn bị coi như đổ sông đổ bể. Marvin yêu cầu Frenchie để nhanh tiến độ trích xuất virus, cơ hội tấn công đã mất, giờ họ phải tập trung mọi nguồn lực để phòng thủ. Ryan tìm đến gặp Boucher, không có thời gian để giải thích cặn kẽ tình hình. Boucher bảo Ryan không được quay về tháp mà phải đi theo bác Grace. Thấy cậu bé phân vân doe lại bơm đểu,
hôm nay anh nhất định phải tiêm vi rút cho thằng bé. Bằng sự nhẫn nại cuối cùng, Butcher cố gắng thuyết phục Brian. Trong khi đó, Homeland được triệu tập các thành viên, anh ta nhấn mạnh cần đưa Robert Singer đang xuất khỏi thế giới. Khi Newman lên làm tổng thống ban đầu sẽ có hỗn loạn, bởi vậy nên cần tập trung mọi nguồn lực để bảo vệ cô ta. Homelander đang phân chia nhiệm vụ thì pháo lửa thi thoảng lại ho làm gián đoạn, mặc dù cô ấy giải thích rằng đó là tác dụng phụ của thuốc tạo sữa, nhưng Homelander vẫn khó chịu yêu cầu pháo lửa ngồi ra xa giữ khoảng cách với mình. Homelander đưa cho The Deep một bản danh sách, yêu cầu anh ta trừ khử họ cho tới khi hết ngày. The Deep muốn mượn chuyện công trả thù tư, ngay lập tức đưa Ashley lên đầu danh sách. Nghe lỏm được câu chuyện, Ashley vô cùng sợ hãi, cô ta chạy một mạch tới phòng riêng của Homelander, bất chấp hậu quả tiêm hợp chất V vào người. Một cơn đau dữ dội ập đến khiến Ashley gục mặt xuống sàn nhà, tóc rụng hết để lộ cái đầu chọc lóc đang biến đổi. Marvin dẫn những thành viên còn lại trong đội tới bảo vệ tổng thống, không ai trong số họ biết rằng tên sát thủ đang giả dạng Annie. Chỉ đến khi Hughie thấy dáng vẻ bồn chồn của bạn gái, anh mới sâu chuỗi lại những sự việc và cảm thấy bất thường. Về phần Annie, do không thể sử dụng được năng lực, nên cô đã bất chấp đau đớn rút tay khỏi còng sắt. Hughie tiếp cận Marvin yêu cầu sếp phải giữ bình tĩnh, rồi nói cho anh ấy biết kẻ giả dạng chính là Annie. Biết mình đã bị lộ à, liền chủ động ra tay. Hughie nổ súng bắn liên tục nhưng gần như không có tác dụng. Kẻ giả dạng đẩy nhẹ một cái đã khiến viên đặc vụ đập vào bàn biến dạng toàn thân. Kimiko hộ tống Singer vào sâu băng ke, tên ám sát nhanh chóng giải quyết nốt các đặc vụ rồi truy đuổi. Cuộc chiến của những kẻ mang siêu năng lực nhanh chóng diễn ra. Kimiko ra hiệu cho Marvin cùng Hughie bảo vệ tổng thống, còn bản thân ở lại cầm chân kẻ thù. Thế nhưng chênh lệch sức mạnh là quá lớn, chỉ vài giây sau Kimiko đã hoàn toàn bị hạ gục. Đúng lúc này Annie xuất hiện giải nguy, dù không thể sử dụng được siêu năng lực, cô vẫn cố gắng câu giờ để tổng thống thoát sang phòng bên cạnh. Mặc dù đối phương chơi bẩn cắn càn nhưng vẫn bị Annie đập cho sấp mặt đất, vận hết sức bình sinh cô kẹp cổ khiến à ta bất tỉnh. Kimiko vặn cổ đứng dậy thì cuộc chiến đã ngã ngũ. Newman nắm được thông tin vội vã gọi cho Homelander. Cô ấy yêu cầu nhờ sự giúp đỡ của C nhưng Homelander từ chối. Anh ta lớn giọng yêu cầu Newman đừng bảo mình phải làm gì, đồng thời lấy con gái Newman ra đe dọa cô ấy nghe theo lệnh của mình. Sau khi đảm bảo an toàn cho tổng thống, nhóm trai điên trở về trụ sở. Frenchie đã thành công trích xuất được virus nhưng không ai có thể vui nổi. Marvin băng bó vết thương cho Annie rồi vỗ vai Hughie, anh chàng bẽn lẽn tiến lại gần bạn gái, cố hết sức tỏ ra tự nhiên cất lời chào. Biết rằng việc Hughie trở thành nạn nhân là không thể tránh khỏi, nhưng Annie vẫn tỏ ra vô cùng tức giận. Cô lớn tiếng chất vấn anh đã xếp hình với ả bao nhiêu lần, con số 20 quả thật khiến Annie choáng váng. 10 ngày cô ấy mất tích mà Hughie đã làm 20 cái, điều đó chứng tỏ anh ấy thích kẻ giả dạng hơn. Hughie cố gắng trấn an bạn gái, đồng thời tiết lộ nguyên nhân mình phát hiện ra kẻ giả dạng, tuy nhiên Annie vẫn nhất thời không thể cho qua. Đúng lúc này Newman gọi điện tới, cô ấy than thở với Hughie về tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình. Nếu trở thành tổng thống, Newman sẽ chỉ là con rối của Homelander, còn phản kháng hắn sẽ làm hại Joe. Newman nói rằng sẽ âm thầm từ chức, yêu cầu Hughie cho kia đến đưa mình và con gái tới nơi an toàn. Ban đầu Hughie từ chối vì không muốn quản chuyện của Newman nữa, nhưng khi cô ấy nhắc tới Joe, anh đã mềm lòng. Tại tòa nhà Vought, một cuộc thảm sát đang diễn ra. Những người biết về bí mật đen tối của nhóm The Seven đều bị thanh toán. Mặc cho nạn nhân hết lời cầu xin, Deep vẫn ra tay không một chút thương xót. Anh ta tiếp tục xem danh sách rồi yêu cầu Black Noir truy tìm Ashley. Phía bên kia Hughie đang thuyết phục cả nhóm hợp tác với Newman, cảm nhận được sự chân thành cũng như có vài phần hợp lý trong lời nói của cấp dưới. Marvin đã gật đầu đồng ý, vụ hợp tác với A trên vốn cũng rất điên rồ, nhưng kết quả nó mang lại là không thể chối cãi. Là những người từng bị ám ảnh vì tội lỗi trong quá khứ, Kimiko và Frenchie cũng đồng ý để Newman có cơ hội quay đầu. Lúc này Kimiko mới thổ lộ tình cảm của mình với Frenchie, cả hai chính thức tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu bấy lâu nay. Tại phòng bệnh, Grace thông báo cho Butcher sự việc vừa xảy ra, bằng năng lực của mình Ryan đã nghe được toàn bộ. Grace không giấu giếm nữa mà nói toàn bộ sự thật cho cậu bé biết, Homelander chính là người đứng sau vụ ám sát tổng thống. Các nạn nhân trên chuyến bay 37 cũng là do bố cháu sát hại, ông ta không ngoại tình với mẹ cháu mà cưỡng bức bà ấy. Một loạt thông tin khiến Ryan choáng váng, tuy nhiên cậu vẫn bối rối khi biết sẽ phải chống lại bố. Theo phản xạ tự nhiên, Ryan đã đẩy Grace bay vào tường khi bà định kích hoạt thuốc gây mê. Butcher đau đớn nhận ra rằng bà ấy đã chết, đây là kết quả cho sự mềm yếu của chính bản thân anh. Lúc này nhóm trai điên đã chuẩn bị hoàn tất cho cuộc gặp với Newman. Frenchie cầm trên tay khẩu súng với viên đạn chưa virus có thể xuyên qua lớp da của Newman, chỉ cần thấy bất ổn là ngay lập tức kết liễu mục tiêu. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì Butcher xuất hiện, mặt nghiêm nghị, anh ấy bảo không thỏa thuận. Hughie cố thuyết phục nhưng Butcher không nghe, anh ấy ném Hughie sáng một bên rồi dùng năng lực của mình tấn công Newman. Năng lực của Butcher vô cùng khủng khiếp, những chiếc xúc tu sắc nhọn dễ dàng xé Newman làm đôi.
Kimiko với Annie định bật Tom nhưng Hughie ngăn lại. Anh ấy hiểu rằng đây là một Butcher hoàn toàn khác, mọi hành động lỗ mãng đều giống như tự sát. Butcher tiến lại gần Frenchie lấy đi ống virus, cả nhóm đứng bất động vì vẫn chưa thể hoàn hồn. Cái chết của Newman được truyền thông đưa tin rầm rộ, Homelander rơi vào tuyệt vọng. Đột nhiên C xuất hiện với trái bóng trên tay, cô ta bảo mình đến ăn mừng vì mọi chuyện đều đi theo kế hoạch. Ngay từ đầu C đã không chọn Newman làm đồng minh, nên đã dùng cái chết của cô ấy để hạ bệ Robert Singer, tổng thống vừa nhậm chức đã bị bắt vì liên quan đến cái chết của Newman. C đưa Homelander chiếc điện thoại để nghe lời tuyên thệ trung thành của tổng thống mới, anh ta cảm thấy vô cùng bất ngờ khi C vẫn làm theo thỏa thuận, dù bị mình hắt hủi. Có được lý do và sự đồng thuận từ chính phủ, Homelander kêu gọi một cuộc truy quét trên phạm vi toàn quốc các thành viên của nhóm ánh sao. Marvin gấp rút đưa hộ chiếu giả để cấp dưới của mình đi lánh nạn. Bọn họ chia tay nhau, mỗi nhóm đi về một hướng. Tuy nhiên tất cả đều bị đánh chặn, Hughie đâm phải chiếc du thuyền từ trên trời rơi xuống. Kimiko bị tấn công tại bến tàu, Frenchie bị kết tẩy não. Tất cả các thành viên của nhóm trai điên đã bị bắt giữ ngoại trừ Annie. Kimiko bất lực hét lớn nhìn Hughie bị đưa lên xe, điều an ủi duy nhất là cô ấy đã có thể nói lại bình thường. Annie không thể giải cứu Hughie nên đành dùng năng lực của mình tẩu thoát. Tại một nơi khác, Butcher ngồi trầm tư với ống virus trong tay, phía sau anh ấy nhân cách Joe đang khẽ nở nụ cười nguy hiểm. Điều này khẳng định Butcher đã hạ quyết tâm đi theo con đường bạo lực để giải quyết Homelander. Và đó cũng là toàn bộ những tình tiết của mùa 4 The Boy. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha.